Na-thi-me-sa-ra-nang an-yang-sang-hu-me-sa-ra-nang-va-rang E-te-na-sa-cha-va-che-na-hu-tu-me-cha-ya-mang-ga-lang. Chẳng có chi đáng cho con phải nương theo. Chỉ có Đức Tăng là quý báu, nên con phải hết lòng thành kính mà nương theo, đặng cầu sự an lạc đến cho con, y như lời chân thật này. Hoàn đà mi chê thi yang sa bằng sa ba tha mê su pa ti thi tăng sa ri vi ca tha tu ma ha bu thên bu tha ru bằng sa ca lang sa đà Hoàn đà mi chê thi yang sa bằng sa ba tha mê su pa ti thi tăng sa vi vi ca tha tu ma ha bu thiên bu tha ru quang sa ca lang sa ta wan da mi che ti yang sa bang sa pa tha me su pa ti ti tang sa vi vi ca tha tu ma ha bu thiên bu tha ru quang sa ca lang sa ta con xin thành kính làm lễ tất cả bảo tháp ngọc xá lợi Đại thọ Bồ Đề và Kim Thân Phật đã tạo thờ trong khắp mọi nơi. Con xin thành kính làm lễ tất cả bảo tháp Ngọc Xá Lợi. Đại thọ Bồ Đề và Kim Thân Phật đã tạo thờ trong khắp mọi nơi. Con xin thành kính làm lễ tất cả bảo tháp Ngọc Xá Lợi. Đại thọ Bồ Đề và Kim Thân Phật đã tạo thờ trong khắp mọi nơi. Con xin đọc bài sám hối. Cúi đầu lại trước Vũ Đài, con xin sám hối từ Đài Ăn Năn. Xưa nay lỡ phạm điều răn do thân khẩu ý bị màng vô minh, gây ra nghiệp dữ cho mình, sát sanh hại vật chẳng tình xót thương, chiết ăn hoặc bán không lượng, vì lòng ham lợi quên đường thiện nhân. Oan oan tương báo cõi trần, trầm biển tối chịu phần khổ lao, xét ra nhân vật khác nào hại nhân hại mắc vào trả vay. Lại thêm trộm sản cướp tài, công người cực nhọc hàng ngày làm ra. Lòng tham tính bảy lo ba, mua kia kế nọ lấy mà nuôi thân, hoặc nuôi quyến thuộc xa gần, làm cho người phải lắm lần than vang. Tài dâm tội nặng muôn ngàn, liệu toan chức sách làm đàn chẳng ngay. Vợ con người phải làm tay, mất trinh thất tiết phải tai tiếng đời. Xấu cha hổ mẹ nhiều lời, xa lìa chồng vợ ra rời lứa đôi. Vọng ngôn giả dối ngoài môi, chuyện không nói có rồi nói không. Dùng lời đâm thọc hai lòng, phân chia quyến thuộc vợ chồng anh em. Mắng nhiếc trừ rủa pha dèm, xóm làng cô bác chị em không chừa. Nói lời vô ích dây dưa, phí giờ quý báu hết trưa đến chiều. Uống rượu sanh hại rất nhiều, ham ăn mê ngủ nói liều chẳng kiên. Say sưa ngã gió đi xiên, nằm bờ té bụi như điên khác nào. Loạn tâm cuồng trí mòn hao, nhiều người vì rượu biết bao hư nhà. Săn tham những của người ta, mong sang đoạt được lòng tàm với ưng. Nết sân nóng giận không chừng, toan làm hại chúng bâng khuâng trong lòng. Si mê tin đã chẳng phòng, nghe đâu theo đó không thông chánh tà. Chẳng tin Phật Pháp cao xa, tầm thâm vi diệu bao la trên đời. Nếu con cố ý phạm lời, hoặc là vô ý lỗi thời điều răn, hoặc suối kẻ khác bạo tàn, hoặc nghe thấy ác lòng hằng vui theo, phạm nhầm ngũ giới thập điều vì chân thân khẩu ý nhiều lần sai, lỗi từ kiếp trước lâu dài đến kiếp hiện tại miệt mài lắm phen, hoặc vì tà kiến đã quen, khinh khi tam bảo lòng bèn chẳng tin, cho rằng người chết hết sinh, phạm vào đoạn kiến tội tình nặng thay, hoặc phạm thường kiến tội dày, sống sao đến thác, sanh lai như thường. Tội nhiều kẻ cũng không lường, vì con ngu dốt không tường phân minh. Dễ vui tam bảo hại mình, bởi chân không thấu vô minh nghiệp tà. Cho nên chân tánh mới là, tối tâm chẳng rõ sai ngoa thổi đầu. Hóa nên khởi dại đã lâu, để cho hoàn cảnh mặc dầu kéo xoay. Khác nào bèo bị gió quay, lên đên giữa biển giật giờ bờ sông. Xét con tội nặng chập chồng kiếp xưa cho đến hiện trong kiếp này, con xin sám hối từ đây. Nguyện cầu tam bảo đức dày độ cho tội xưa chẳng hạn nhỏ to, con nguyện dứt cả chẳng cho thêm vào. Tâm lành dốc chí nâng cao, cải tà quy chánh chú và Phật ngôn.
cho con khỏi chúng mê hồn đến nơi cõi Phật Thế Tôn gần kề, thoát vòng khổ não tối mê, hưởng miền cực lạc mọi bề thảnh thơi. Ngày nay dứt bỏ việc đời, căn lành gieo giống chẳng rời công phu. Mặc ai danh lợi buông xu, con nguyện giữ hạnh người tu thoát trần. Trước là độ lấy bổn thân, sau giúp quyến thuộc được phần tiêu diêu. Sám hối tội lỗi đủ điều, duyên lành đâu cũng ít nhiều kết xây. Con xin hồi hướng quả này, thâu đến quyến thuộc nơi đây cho tường. Cũng là thân thích tha phương, hoặc đã quá vãng, hoặc thường hiện nay. Chúng sinh ba giới vốn loài, vô tưởng hữu tưởng chẳng nài đâu đâu. Nghe lời thành thật thỉnh cầu, xin mau tự hội lãnh thâu quả này. Bằng ai xa cách chưa hay, cầu xin thiên chúng mắt ngay với cùng. Hãy đều thọ lãnh hưởng chung, dứt rồi tội lỗi thoát vòng nạn tai. Nguyện nhiều tăng chúng đức tài, đạt thành thánh quả hoàn khai đạo lành. Nguyện cho Phật Pháp thịnh hành, 5.000 năm chẳng phước lành thế gian. Nam mô Bổn Thầy nhé. Và bây giờ là thời điểm thích hợp để xin thọ trì tâm quy và bát quan trai giới. Mình xin đạo tràng giữ tâm thanh tịnh, cung con tắc bạch để cung thỉnh ngài. Acca upo sato iman charatin iman chativasang upo satiko phavisami. Ngày nay là bát quan trai, con nguyện thọ trì giới bát quan trai trọn ngày nay và đêm nay. Ukasa mayang phạm tê quý sung rakhanatha yati sarane nasaha athang gasamana gatang upo satang yachama. Bạch ngài, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới nơi tam bảo để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích. Đức ti giam vi mai giang phần tê quý sùn rakhanat tha yati sarane nasaha athang vesamana gatang upo satang ya cha ma. Bạch ngài, chúng con xin thọ trì quy và bát quan trai giới nơi tam bảo để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ nhì. Tati yam vi mayang phạm tê quý sung rakhanat tha yati sarane nasaha athang gasamana gatang upo satang yachama. Bạch ngài, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới, tam quy và bát quan trai giới nơi tam bảo để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ ba. Nam mô Bổn Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khaya. Kính lễ chư tôn thiền đức tăng, kính chào quý cô tu nữ, kính chào chư thiện nam tín nữ. Xin được thay mặt chư tăng truyền tâm quy và bát quan trai giới đến đạo tràng pháp hội. Bụt đăng Saranam Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Đồng mong sa năng ga cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy pháp. Sang căn sa năng ga cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy tăng. Đức Tỳ Giâm Bi Bụt Đăng sa năng ga cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhị. Đức Tỳ Giâm Bi Đồng mong sa năng ga cha mi lòng thành kính xin quy pháp lần thứ nhì. Đức Tỳ Giâm Bi Sang Khấn Sa Năng Ca Chế Ha Mi con đem hết lòng thành kính xin quy tăng lần thứ nhì. Tạ Tỳ Giâm Bi Bụt Đăng Sa Năng Ca Chế Ha Mi con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Tạ Tỳ Giâm Bi Đắc Mang Sa Năng Ca Chế Ha Mi con đem hết lòng thành kính xin quy pháp lần thứ ba. Tạ Tỳ Giâm Bi Sang Khấn Sa Năng Ca Chế Ha Mi con đem hết lòng thành kính xin quy tăng lần thứ ba. Bụt Đăng Saranam Gacchami,
con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Tham mang saranam gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp. Sang khang saranam gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Dutiyampi Buddhang saranam gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Lần thứ nhì, Dutiyampi Dhammang saranam gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp. Lần thứ nhì, Dutiyampi Sangham saranam gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Lần thứ nhì, Tatiyampi Buddhang saranam gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Lần thứ ba, Tatiyampi Dhammang saranam gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp. Lần thứ ba, Tatiyampi Sangham saranam gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Lần thứ ba, Tị Saranakahanam Nithitam, phát huy tam bảo tròn đủ, chỉ có bấy nhiêu. Amaphante, dạ xin vâng. Banatibata Veramani Sikaparam Samadhyami, còn xin quan dự điều học là quỷ tránh xa sự sát sanh. A Đinh Na Đa Nam Vệ Ra Ma Ni Sắc Tho Bất Năng Sâm Ma Địa Dạ Mi, còn xin quan dự điều học là quỷ tránh xa sự trộm cắp. A Brahm Ma Cha Địa Dạ Vệ Ra Ma Ni Sắc Tho Bất Năng Sâm Ma Địa Dạ Mi, còn xin quan dự điều học là quỳ chánh xa sự thông dâm. Mục sa hoa đà Vệ ra mà ni sa bất năng sa ma đi dạ mi, còn xin quan dự điều học là quỳ chánh xa sự nói dối. Sự là mê ra ya ma cha pa ma đa hà nam Vệ ra mà ni sa bất năng sa ma đi dạ mi, còn xin quan dự điều học là quỷ tránh xa si dị duôn rượu và các chất sai. Vị ca lão phu chát nam Vệ ra mà ni sa bất năng sa ma đi dạ mi, còn xin quan dự điều học là quỷ tránh xa si ăn sái giờ. Nạn cha ghi ta qua đi ta quy su ca đa sanh ma la gan tha huy lê ba na tha ra na man da na huy phu sanh na tha na Vệ ra ma ni sắc tho bất năng sa ma đi dạ mi, còn xin quan dự điều học là quỷ tránh xa sẽ múa hát thôi càng đờn, sẽ múa hát nghe đờn càng trang điểm thôi vật thơm rồi vẫn phải đeo tràng hoa. Ôn cha sayana maha sayana Vệ ra ma ni sắc tho bất năng sa ma đi dạ mi, còn xin quan dự điều học là quỳ tránh xa chỗ nằm ngồi nó quá cao và xinh đẹp. Panatipata Vệ ra ma ni sắc tho bất năng sa ma đi dạ mi, con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Adinadana Veramani Sikha Padang Samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Abrahmacharya Veramani Sikha Padang Samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự thông dâm. Musawada Veramani Sikha Padang Samadhiyami, còn xin vâng giữ điều học là cúi tránh xa sự ăn sái giờ. Sự nói dối, con xin sám hối, con xin vâng giữ điều học là cúi tránh xa sự nói dối.
sura me ra yama chapa ma dathana ve ramani kha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Nikalapho chana ve ramani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự ăn sái giờ. Nachagi tawa ditawisu kadasana mala ganthawile panatha raman mantana wifu sanathana veramani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự múa hát thổi đờn kèn, xem múa hát, nghe đàn kèn, trang điểm, thoa vật thơm, dùng phấn và đeo tràng hoa. Ucha sayana maha sayana sayana veramani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa chỗ nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp. Iman athang gassamana gatang buddhapanatang upo satang iman charating iman jadiwasang samadeva afirakhitum samadhiyami. Con xin thọ trì bát quan trai giới, chọn đủ 8 điều của Đức Phật đã giáo truyền, hầu để vâng giữ hành theo cho được trong sạch trọn ngày nay và đêm nay. Mong cầu gieo được giống lành để thấy rõ niết bàn trong ngày vị lai. Imani athasika badani upo satasila vise na iman jagatin iman jadeva sangsa thukang katoang ap bamade na samarakitap bang. Chư Phật tử, sau khi tọa trì tam quy và bát quan trai giới nơi tam bảo rồi, phải ra quy giữ hành theo cho được trong sạch trọn ngày nay và đêm nay, chẳng nên dễ vui. A ma phan tê, dạ xin vâng. Si lê na su ka tinh yon ti, si lê na phu ka sam pa đan, si lê na ni phu tinh yon ti ta sman, si lăng vị số tha dê. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới, được giàu sang cũng nhờ giữ giới, được giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cái cho nên chư Phật tử phải ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lầm nhơ. Sa thú lành thay, nhà con xin sám hối trước tam bảo. Uttamange na vande hang padapang sung varutamang Bhutheyo khalito doso putho khamatutang mamang. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamange na vande hang thamman chaduvi thang varang thamme yo khalito doso thammo khamatutang mamang. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hàng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamange na vande hang sanghang chaduvi tho tamang sanghe yo khalito doso sangho khamatutang mamang. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phạm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Mẹ chúng con kính cung thỉnh sư chúc phúc đến đạo tràng. Tê át tha lạc tha su kỳ tha vô rô na ha bồ tát sa sa ne a rô ga su kỳ tha ho tha sa ha sa bê
Thiện nhà tị viên cầu xin cho các thiền tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tấn hoa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiền tín khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Sa thu lành thay. Nhà con xin hồi hướng công đức. Yang kin chi kusala kamang kata bang kiri yang mamaka ye na waja manasa tidase sugatang katang ye sata sanino ati ye jasata asanino katang punya palang mai hang sa pe fa gi fa wan tu te ye tang katang su vidi tang din nang punya palang maya ye catat tena cha nan ti dewa gan tua ni we da yung sa be lo kam ye sa ta chi wan ta ha ra he tu ka Manunyang pho cha nang sa pe la phan tu ma ma che ta sa ti. Bất cứ thiện nghiệp nào là hành động đáng được làm với thân khẩu ý của tôi đều tác thành đến cõi trời đạo lợi. Có chúng sanh hữu tưởng nào, có chúng sanh vô tưởng nào, tất cả các vị là người chia phần phước quả mà tôi đã làm. Chúng sanh nào đã khéo hay biết những công đức do tôi hồi hướng, xin hãy tùy hỷ. Chúng sanh ở nơi nào không hay biết, xin chư thiên sau khi đi, hãy báo truyền cho họ rõ. Tất cả chúng sanh nào sống trên thế gian do nhân vật thật, xin hãy thỏa thích nhận phần phước vật thật do tôi hồi hướng với tâm hoan hỷ. Y đàng nô nhà ti nàng hồ tu su khi ta hồn tu nhà ta yô. Y đàng vá ta mê buôn nhàng à sa vá kha yô vá hằng hồ tu. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy ăn được sự an vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc còn hiện tại, cầu mong cho các vị ấy ăn được sự an vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy làm mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm, ngủ ngầm nơi tâm. Nam mô Bụt Thầy giá. Bây giờ là 4:30 sáng giờ Việt Nam. Nhà con kính nhường mic lại cho sư bắt đầu sư chương trình học sáng nay. Nam mô Bụt Thầy giá. Nam mô Thầm Mai giá. Nam mô Sang Khai giá. Sa thú chân ngộ. Hôm nay chương trình hơi dài, nhưng mà huynh chánh ngộ rút ngắn lại rất là gọn, đúng thời gian ha. Sa thủ, hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn 91. Trước khi bước vào đề tài này, xin phép được tán dương ân đức Tam Bảo. Buddho Mahesi Arang Tathagato Lo Kutamo Sapagaru Huichet Thako Lo Kasasatha Chanadam Mako Vido Vanda Mahantang Narapu Chanay Giác Cần. Như Lai giác ngộ pháp màu, Ngài bậc trí thức không đâu sánh bằng, thoát ly phiền não trói chân, tối thượng giáo chủ, trí năng vô lượng. Từ đế Ngài đã tin tưởng, thông minh dạy bảo, dân lương thoát trần. Con xin đại lễ Phật ân, đáng cho thiên chúng, nhân dân cúng dường. Tâm mô bát đi bồ yết ta sa sát tu nô lô ca nó mạnh thát sa vi na ca rô cô sáp pan nhu bút tháp bát đi phù chí sanh nhá tu an đà ma hành tăng na ra phù. Cha này gia cần pháp bảo vi ấn vàng, Như Lai soi sáng vẹt màng vô minh phá tan lầm lạc dùng sinh, địa nhân Phật tổ quang minh rõ ràng. Con xin đảnh lễ pháp quang, đáng cho công chúng nhân gian cúng dường. Sân khô quý số thô số gá tá sá xà quá cô xích khà số cà mô quá ra
thầm ma sa kha cô nin đà ba sang sa di a na đa rô qua rô quanh đà ma hành tăng na ra pù cha này giác cần tăng bảo Lô 1, 2, 3. Rớt mạng, rớt mạng. Rồi quý vị nghe lại rồi ha. Xà thủ, xà thủ. Lúc này cái đường truyền có vấn đề, bắt phải đổi chương trình mới không à. Xài quyển bãi. Thấy chữ thấy rõ ràng, nhưng mà cứ bắt đổi qua đổi quyển mới không à. Thôi quý vị thông cảm ha. Mặc dù rất mạng nhưng mà phải cũng đã hoàn thành cái vấn đề lễ bái tam bảo rồi. Bây giờ nó lên cái chữ thế này, bà con nghĩ sao đây? Alo alo, thấy không? Nó chữ thế này thì đọc thấy cũng điếc lỗ tai luôn, mờ mắt luôn. Alo, xin Nhật Quỳnh ơi, đưa dùm bài. Xin Như Quang đó. Bài hồi nãy thấy đàng hoàng vậy mà bây giờ nó đổi. Thay đổi không khí ha. Mà Việt Nam cũng sắp chuẩn bị bão nữa. Cơn bão số 9. Không sao, bão ngoài trời, đừng có bảo trong lòng. Rồi bây giờ copy lại được rồi. Quý vị thấy copy được rồi ha. Rồi sao đầu hữu làm gì đây, cũng té lên té xuống nha. Rồi bây giờ chúng ta đi vào bài học ha. Câu Phật ngôn 91. Uy yun chan ti san ti man to. Uy yun chan ti sati man to. Uy yun chan ti sati man to. Câu số 2. Nani kê tê ra man ti tê. Nani kê tê ra man ti tê. Nani kê tê ra man ti tê. Bây giờ ôn lại câu 1, câu 2 ha. Uy yun chan ti sa ti man to. Nani kê tê ra man ti tê. Uy yun chan ti sa ti man to. Nani kê tê. Rồi xin Nhật Quỳnh gửi bài qua rồi, làm hết thấy đường luôn. Đang đọc ở trên này. Rồi bây giờ đọc lại. Uy yun chan ti sa ti man to. Nani kê tê ra man ti tê. Như vậy câu 1, câu 2 xong ha. Bây giờ câu 3, câu 4. Hằng sa quá bàn la lăng hít toa. Hằng sa quá bàn la lăng hít toa. Hằng sa quá bàn la lăng hít toa. Và câu cuối cùng. Ô
ca mô căng cha hành tị tề ô ca mô căng cha hành tị tề ô ca mô căng cha hành tị tề ôn lại câu ba câu bốn ha. Hằng xa quá bàn lá lăng hít tòa ô ca mô căng cha hành tị tề hằng xa quá bàn lá lăng hít tòa ô ca mô căng cha hành tị tề hằng xa quá bàn lá lăng hít toàn ô các mô cần cha hành tị tề. Rồi bây giờ chúng ta ôn lại nguyên cái bài Phật ngôn 91. Vì dùn chân tí sa tí mạnh tô na ni kê tê ra mạnh tí tê hằng xa quá bàn lá lăng hít tòa ô ca mô căng cha hành tị tề uy yun chan tị cha tị mạnh tô na ni kê tê ra mạnh tị tề hằng xa quá bàn la lăng hít tòa ô ca mô căng cha hành tị tề. Ở đây chúng ta còn có một cách đọc thứ hai. Vì dùn chân tí sa tí mạnh tô nghe tê ra mạnh tí tê hẳn xa quá bàn lá lăng hít tòa ô ca mô căng cha hành tí tê. Có nghĩa là câu này chúng ta có thể đọc hai câu, bởi vì cuối câu số 2 nó là truyền âm. Và chúng ta cũng có thể đọc một hơi luôn, một lần ha. Tùy theo hơi sức của quý vị ha. Quý vị thì coi như tuổi trẻ tài cao, hậu sinh khả úy cho nên chắc chắn rằng cái giọng đọc của quý vị sẽ hay hơn chúng tôi. Trường âm đoạn âm như vậy là tương đối ổn ha. Rồi bây giờ qua giọng kệ anh sao đây. Câu tám tự thì chúng ta chia ra bốn bốn và đọc, cố gắng đọc lần hai câu ha để nương nhau. Uy vun chân ti sa ti man tu na ni ke te ra man tì tề hằng xa quá bàn la lăng hít tòa ô ca mô căng cha hành tì tề uy vun chân ti sa ti man tu na ni kê tê ra man tì tề hằng xa quá bàn la lăng hít tòa ngô ca mô căng cha hành tị tề uy vun chân ti sa ti man tu na ni kê tê ra man tị tề hằng xa quá bàn la lăng hít tòa ngô ca mô căng cha hành tị tề từ sách tấn chánh niệm không thích cư xá nào như ngỗng trời rời ao bỏ sao mọi trú ẩn. Rồi như vậy là bây giờ quý vị bắt đầu ha. Đầu tiên xích mấy tà rồi tới xích kim nè, xích kim nhung nè, rồi ba bàn tay đã đưa lên rồi, xin mời từ từ ha.
Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Dạ trước hết con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo. Con kính đảnh lễ ngài Trí Đức cùng chư tôn đức quý bà quý cô tu nữ. Dạ con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ cảm ơn đạo tràng cho biết tín hiệu đã nghe được âm thanh rõ. Dạ con xin đọc câu pháp cú số 91. Quy yun chan ti sati man to na ni ke te ra man ti te hằng sa wa ban la lang his toa o ka mo kang cha han ti te. Dạ con xin phân tích. Quy yun chan là ba trường âm nhấn, tí đoạn âm, xá tí hai đoạn âm, man trường âm nhấn, tô trường âm thông thường, ná đi hai đoạn âm, kê tê hai trường âm thông thường, rá đoạn âm, man trường âm nhấn, tí đoạn âm, tê trường âm thông thường, quy yun chan tí sát tí man tô ná ni kê tê ra man tí tê. Dạ, con xin vâng tiếp tiếp câu 3 và câu 4. Hăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xa trường âm thông thường, quá đoạn âm, ban trường âm nhấn, lá đoạn âm, lăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, hít trường âm nhấn, toa trường âm thông thường, ô trường âm thông thường, cá đoạn âm, mô trường âm thông thường, căng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chá đoạn âm, hăng trường âm nhấn, tí đoạn âm, tê trường âm thông thường, hằng xa qua bàn la lăng hít toa ô ca mô căng chá hành tí tê quy yun chan tí sa tí man tô na ni kê tê ra man tí tê hằng xa qua bàn la lăng hít toa ô ca mô căng cha han ti tê quy yun chan ti sa ti man to na ni kê tê ra man ti tê hằng xa qua bàn la lăng hít toa ô ca mô căng cha han ti tê tự sách tấn chánh niệm không thích cư xá nào như ngỗng trời rời ao bỏ sao mọi trú ẩn. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Tùy duân chân tí xà tí man tô nà ni kê tê ra man tí tê hằng xa hoa bán la lăng hít toa ô ca mô căng cha hành tí tê. Dạ con đã đọc xong kệ xong, có chỗ nào sai sót thì xin ngài Trí Đức cùng với quý vị trong đạo tràng chỉnh sửa. Dạ con xin kính mời vị kế tiếp ạ. Con xin kính chào sư Chí Đức, các sư, các sư núp lùm, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Một người nghe rõ. Có người nghe rõ hả? Còn mấy người kia chắc nghe không rõ hả? Quý vị nghe tôi rõ không hả quý vị? Rồi, hai người chiếc lá mùi xuân, ba người, bốn người. À, rồi, tốt. À, đừng kèm kìa, cái chữ sư ngộ ha, nó tự nó sửa lên, có dấu hỏi nhiều sư ha, ngộ ha. tức là có hỏi, cái câu này nói gì vậy ta, cái này nghĩa làm sao vậy ta, nó để cho hỏi vậy đó, sao làm sao vậy đó. Mình hỏi sư giải thích là xong thôi. Dạ, con xin trả bài kinh pháp cú số 91. Nhìn cái nhiều dấu hỏi quá à. Chắc là hỏi giùm con đó chứ, hỏi giùm đạo tràng đó chứ. Thôi con trả bài cho rồi đi, để sư yên, để ngồi sư đang núp lùm,
rồi uống trà, uống nước gì đó, ăn trái cây, rồi tới hồi tới bữa hơi ngọ, rồi đại khái là như vậy. Để mà nói nhiều quá cái sư bực tức. Trả bài mau đi bà Tám. Thôi con trả bài cho rồi nha sư. Dạ con xin bắt đầu trả bài Kinh Pháp Cú số 91. Y dùng chanh tí sát tí mạnh tô nà ni kê tê ra mạnh tí tê hằng xà quá phàn la lăng hít tô ô khá mô khăn chá hành tí tê. Tuy dùng chanh tí sát tí mạnh tô nà ni kê tê ra mạnh tí tê hằng xà quá phàn la lăng hít tô ô khá mô khăn chá hành tí tê. Phân tích câu 1 và câu 2. Trời bài này có nhiều trường âm ngắn quá, ngắn riết đứt giọng luôn. Quy dung chanh ba trường âm ngắn. Tí xá tí ba đoạn âm, manh trường âm ngắn, tô trường âm thông thường. Câu số 2. Ná ní hai đoạn âm, kê tê hai trường âm thông thường, rá đoạn âm, manh trường âm ngắn, tí đoạn âm, tê trường âm thông thường. Đọc lại câu 1, câu 2, rồi đọc câu 3, câu 4 và phân tích câu 3, câu 4. Uy dung chanh tí sa tí mạnh tô nà ni kê tê ra mạnh tí tê hằng xà quá phàn la lăng hít tô ô khá mô khăn chá hành tí tê. Uy dung chanh tí sa tí mạnh tô nà ni kê tê ra mạnh tí tê hằng xà quá phàn la lăng hít tô ô khá mô khăn chá hành chí tề. Phân tích câu số 3. Hằng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xa trường âm thông thường, quá đoạn âm, bàn trường âm nhắn, lá đoạn âm, lăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, hít trường âm nhắn, to trường âm thông thường. Câu cúng cùi hay câu cuối cùng, ô trường âm thông thường, cá đoạn âm, mô trường âm thông thường, căng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chá đoạn âm, hành trường âm nhắn, tí đoạn âm, tê trường âm thông thường. Đọc lại câu 3, câu 4, rồi đọc lại nguyên bài và ca kệ. Hằng xa quá bàn la lăng hít tò ô khá mô cần chá hành tí tê. Uy dung chanh tí sa tí mạnh tô nà ni kê tê ra mạnh tí tê hằng xà quá phàn la lăng hít tò ô khá mô khăn chá hành tí tê. Đọc lại một lần nữa cho chắc ăn. Uy dung chanh tí sa tí mạnh tô nà ni kê tê ra mạnh tí tê hằng xà quá phàn la lăng hít tò ô khá mô khăn chá hành tí tê. Uy dung chanh tí sa tí mạnh tô nà ni kê tê ra mạnh tí tê hằng xa qua bán la lăng hết tô ô khá mô khăn cha hành tí tê. Uy dung chanh tí sa tí mạnh tô nà ni kê tê ra mạnh tí tê hằng xa qua bán la lăng hết tô ô khá mô khăn cha hành tí tê. Tự sắp tắn chánh niệm, không thích cư xá nào, như ngỗng trời rời ao, bỏ sao mọi chú ẩn. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu của Kinh Pháp Cú số 91. Coi coi nha, Hồng Mai trời vỗ tay dấu chân một người, Hồng Thị Kim chân hai người. Trời ơi, không thấy ổng nổi trơn ha, ổng lúc đình rồi đó. Sư, với quý vị, giờ thấy con có bị cái nhân nào vậy sư? Con có sai gì không? Sư và quý vị cho con biết nha. Có một người, hai người, ba người, ba người vỗ tay vỗ chân thì tốt rồi. Chiếc lá mùa xuân tới hả? Đọc đi. Con xin cảm ơn sư và các quý vị đã cho bông hoa cùng vỗ tay vỗ chân. Và con nhường quý vị cái không biết Hồng Đệ Nhung Nhung ha, chiếc lá mùa xuân mùa đông gì đây. Và con xin trả máy lại. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ ngài sư Trí Đức. Dạ, con kính đảnh lễ quý sư, quý cô tu nữ. Dạ, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Con xin đọc câu kệ ngôn số 91.
Yun chan ti sa ti man to na ni ke te ra man ti te hang sa wa ban la lang hi toa o ka mo kang cha han ti te. Vì dùng chân ti sa ti man to na ni kê te ra man ti te hằng sa wa ban la lăng hi toa o ca mô căng cha han ti te. Tướng chậm không thích cư xá nào, như ngỗng rời trời rời ao, bỏ sau mọi chú xứ, bỏ sau mọi chú ẩn. Là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin phân tích câu 1 và câu 2 ạ. Uy là trường âm nhấn, Yun nhấn, Chan là trường âm nhấn, Tí là đoạn âm, Xá Tí là đoạn âm, Man là trường âm nhấn, Tô là trường âm thông thường, Ná Ní là đoạn âm, Kê Tê là hai trường âm thường, Ra đoạn âm, Man là trường âm nhấn, Tí là đoạn âm, T là trường thường, Hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, Sa là trường âm thông thường, Quá là đoạn âm, Ban là trường âm nhấn, Lá là đoạn âm, Lăng là trường âm theo giọng Hít âm, Toa là trường âm thông thường, Cô là trường âm thông thường, Cá là đoạn âm, Mô là trường âm thông thường, căng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, trá là đoạn âm, hăng là nhấn, tí là đoạn âm, tê là trường âm thông thường. Vì dồn chàn tí sa tí man tô na ni kê tê ra ma tí tê hăng sa wa ban la lăng hi toa o ca mô căng cha hăng tí tê. Sách tấn chánh thích xá nào, như ngỗng trời rời ao, bỏ sau mọi chú ẩn. Con xin kể. Vì chun chan ti sa ti man to na ni kê tê ra man ti tê hằng sa wa pan la lăng hi toa o ca mô căng cha han ti tê. Vì dũng chân ti sa ti man to na ni kê tê ra man ti tê hằng sa wa pan la lăng hi na o ca mô căng cha han ti tê. Tự sách tấn chánh niệm không thích cư xá nào, như ngỗng trời rời ao, bỏ sau mọi chú ẩn. Là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con đã đọc và kệ xong ạ. Dạ con có sai, kính thỉnh sư và đạo tràng chỉnh sửa giúp. Kính cảm ơn đạo tràng. Dạ cảm ơn chị Tâm Hạnh đã post bài. Xin mời bạn Hồng Mai ạ. Dạ con kính đảnh lễ Ban Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ sư Tri Đức, kính lễ quý chư tăng và các cô tu nữ, kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ cảm ơn chị Netta Kim Nhung và Thiện Vũ đã cho biết tín hiệu âm thanh rõ. Dạ con xin đọc câu pháp cú số 91. Vì dùn chàn tí sa tí man tô na ni kê tê ra man tí tê hằng sa wa pa la lăng hít toa o ca mô căng cha hàn tí tê. Vì dùn chàn tí sa tí man tô na ni kê tê ra man tí tê hằng sa wa pa la lăng hít toa o ca mô căng cha hàn tí tê. Dạ con xin phân tích câu 1 và câu 2. Uy, Yun, Chan là ba trường âm nhấn. Tí, Xá, Tí là ba đoạn âm. Man là trường âm nhấn. Tô là trường âm thông thường. Ná, Ní hai đoạn âm. Kê, Tê hai trường âm thông thường. Rá đoạn âm. Man trường âm nhấn. Tí đoạn âm. Tê trường âm thông thường. Ví dụ chàm tí sa tí man tô na ni kê tê ra man tí tê. Con xin phân tích câu 3 và câu 4. Hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Sa là trường âm thông thường. Quá đoạn âm. T
Pan trường âm nhấn, Lá đoạn âm, Lăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, Hít trường âm nhấn, Toa trường âm thông thường, Ô trường âm thông thường, Cá đoạn âm, Mô trường âm thông thường, Căng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, Chá đoạn âm, Han trường âm nhấn, Tý đoạn âm, Tê trường âm thông thường, Hăng sa quá ta la lăng hít toa ô ca mô căng cha hàn tí tê. Dạ con xin đọc lại. Vi dùng chàn tí sa tím tô na ni kê tê ra màn tí tê. Hăng sa quá ta la lăng hít toa ô ca mô căng cha hàn tí tê. Tự sắc tánh chánh niệm, không thích cương xá nào, như ngỗng trời rời ao, bỏ xa mọi trú ẩn. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin đọc kệ ạ. Yun chan ti sa ti man to na ni ke te ra man ti te hang sa wa pa la lam hi to o ka mo kang cha han ti te Yun chan ti sa ti man to Na ni ke te ra nam tu te Hang sa wa pa la lang hi toa O ka mo kang cha han tu te. Dạ con đã đọc và kể xong có gì sai xin sư trí đức và đạo tràng chỉnh sửa giùm ạ. Dạ cảm ơn đạo tràng. Xin mời chiếc lá mùa xuân. Dạ con xin đảnh lễ sư trí đức. Con xin thỉnh lễ quý sư cô tu nữ. Con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin đọc câu Phật môn câu kinh sở về pháp cú số 91. Uy dùng chành ti sa ti man to na ni ke te ra man ti te hằng sa wa ban la lằng hít toa o ca mô căng cha han ti te. Uy là trường y dung chanh là ba trường âm nhấn, tí xá tí là ba đoạn âm, manh là trường âm nhấn, tô trường âm thông thường, ná ní hai đoạn âm, kê tê hai trường âm thông thường, rá đoạn âm, manh trường âm nhấn, tí đoạn âm, tê trường âm thông thường, hằng là trường âm nhấn, xa trường âm thông thường, quá đoạn âm, banh trường âm nhấn, lá đoạn âm, lăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, hít trường âm nhấn, toa trường âm thông thường, ô trường âm thông thường, cá đoạn âm, mô trường âm thông thường, căng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chá đoạn âm, hăng trường âm nhấn, tí đoạn âm, tê trường âm thông thường. Uy dung chan ti sa ti man to na ni ke te ra man ti te han xoa va ban la lang hit toa o ca mô căng cha han ti te. Uy dung chan ti sa ti man to na ni ke te ra man ti te han xoa va ban la lang hit toa o ca mô căng cha han ti te. Uy dung chan ti sa ti man tu na ni ke te ra man ti te hằng sa wa ban la lang hít toa o ca mô căng cha han ti te. Tự sắc tấn chánh niệm, không thích cư xá nào, như ngỗng trời rời ao, bỏ sao mọi trú ẩn. Là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con đã đọc xong. Ủa, hành là trường âm đọc theo giọng hăng 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 ồ hăng xa. Dạ cũng cảm ơn cô Kim. Con đã đọc xong, con xin xuống mic mời vị kế tiếp ạ. Con kính thảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính thảnh lễ quý sư, con kính
Bà quý cô tư nữ, con kính chào đạo tràng, con xin phép được đọc câu pháp cú số 91. Y yun chan ti sati man tu na di ke te ra man ti te hang sa wa pan la lang hi to o ka mo kang cha han ti te. Y yun chan ti sati man tu na di ke te ra man ti te hang sa wa pan la lang hi to o ka mo kang cha han ti te. Tự sắc tấn chánh niệm không thích cư xá nào, như ngỗng trời rời ao, bỏ sao mọi trú ẩn của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con xin phân tích câu 1 và 2. Y yun chan ti sa ti man to na ni ke te ra man ti te. Y yun chan, ba trường âm nhấn, tí xá tí ba đoạn âm, man trường âm nhấn, tô trường âm thông thường, ná ní hai đoạn âm, kê tê trường hai trường âm thông thường, rá đoạn âm, man trường âm nhấn, tí đoạn âm, tê trường âm thông thường. Y yun chan ti sa ti man tu na ni kê tê ra man ti tê. Câu 3 và 4. Hằng sa wa ban la lang hi to o ca mu căng cha han ti tê. Hằng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sa trường âm thông thường, quá đoạn âm, văn trường âm nhấn, lá đoạn âm, lăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, hít trường âm nhấn, to trường âm thông thường, ô trường âm thông thường, cá đoạn âm, mô trường âm thông thường, căng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chá đoạn âm, hanh trường âm nhấn, tí đoạn âm, tê trường âm thông thường, hanh xa quá bàn lá lăng hít to ô ca mô căng chắc hanh tí tê. Y yun chan ti sa ti man tu na ni ke te ra man ti te hằng sa wa ban la lang hi to o ka mo kang cha han ti te. Y yun chan ti sa ti man tu na ni ke te ra man ti te hằng sa wa ban la lang hi to ô ca mô căn cha han ti tê. Vi yun chan ti sa ti man tu na ni ke te ra man ti tê an sa wa pa la lang hi to ô ca mô căn cha han ti tê. Dạ thưa con đã đọc xong, con có sai xin quý sư và đạo tràng sửa giùm cho con kính mời vị kế tiếp. Sửa giùm cho con kính mời vị kế tiếp. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức, con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc và phân tích cách đọc cô pháp cú số 91. Uy yun chan ti sa ti mang to na ni ke te ra mang ti te. Hằng sa quá bàn la lăng hít tòa ô ca mô căng cha hành ti tê. Con xin phân tích câu 1, câu 2. Uy, dun, chăn, ba trường âm nhấn. Tí, xá, tí, ba đoạn âm. Manh, trường âm nhấn. Tô, trường âm thông thường. Ná, ní, hai đoạn âm. Kê, tê, hai trường âm thông thường. Rá, đoạn âm, manh, trường âm nhấn, tí, đoạn âm, tê, trường âm thông thường. Uy yun chan ti sa ti manh to na ni kê tê ra manh ti tê. Con xin phân tích câu 3, câu 4. Hăng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Sa, trường âm thông thường. Quá, đoạn âm, ban, trường âm nhấn, lá, đoạn âm. Lăng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Hít, trường âm nhấn. Toa, ô, hai trường âm thông thường. Cá, đoạn âm. Mô, trường âm thông thường. Căng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Chá, đoạn âm. Hanh, trường âm nhấn. Tí, đoạn âm. Tê, trường âm thông thường. Hằng sa quá bành la lăng hít
Toa ô các mô căng cha hành tí tê. Con xin đọc lại nguyên câu pháp cú số 91. Uy yun chan tí sa tí mang tô na ni kê tê ra mang tí tê. Hàng xa qua bàn la lăng hít toa ô các mô căng cha hành tí tê. Uy yun chan tí sa tí mang tô na ni kê tê ra mang tí tê. Hằng sa hoa phan la lang hi toa o cam mô căng cha hắn tì tê. Tự sách tấn chánh niệm không thích cư xá nào, như ngỗng trời rời ao bỏ sau mọi trú ẩn. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con đã đọc xong, con có sai con xin sư sửa cho con, và con xin mời vị kế tiếp. Nam mô Bụt-tha-giá, Nam mô Tham-ma-giá, Nam mô Sang-kha-giá. Con kính đảnh lễ Sư Trí Đức, con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng trong đạo tràng, con kính lễ quý bà quý cô tu nữ, và con kính chào đạo tràng. Con cảm ơn đạo tràng đã cho mình được biết âm thanh rõ. Cảm ơn Sư Thiên Vũ, cảm ơn Sư Tham-ma. Và bây giờ hôm nay con xin đọc và phân tích câu số 91 ạ. Uy yun chan tí sa tí man tô na ni kê tê ra man tí tê. Hằng xa hoa bàn la lăng hít tùa ô ca mô căng cha hàn tí tê. Uy yun chan tí sa tí man tô na ni kê tê ra man tí tê. Hằng xa hoa bàn la lăng hít tùa ô ca mô căng cha hàn tí tê. Từ sắc tấn chánh niệm không thích cư xá nào, như ngọng trời rời ao bỏ sao mọi trú ẩn. Đó là bản dịch sự việc của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Uy yun san tí sa tí man tô na ni kê tê ra man tí tê. Và câu số 1. Uy yun chan là ba trường âm nhấn. Tí, xá, tí là ba đoạn âm, man là trường âm đọc, man là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường. Câu số 2, ná là đoạn âm, ní là đoạn âm, kê, tê là hai trường âm thông thường. Rá là đoạn âm, man là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, tê là trường âm thông thường. Và câu số 3 và câu số 4. Hằng xa hoa bàn la lăng hít tùa ô ca mô căng cha hàn tí tê. Và câu số 3, hằng là trường âm, đọc theo giọng nguyên âm, xa là trường âm thông thường, hoa là đoạn âm, bàn là trường âm nhấn, lá là đoạn âm, lăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, hít là trường âm nhấn, tùa là trường âm thông thường. Và câu số 4, ô là trường âm thông thường, cá là đoạn âm, mô là trường âm thông thường, căng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chá là đoạn âm, han là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, tê là trường âm thông thường. Uy yun chan tí sa tí man tô na ni kê tê ra man tí tê. Hằng xa hoa bàn la lăng hít tùa ô ca mô căng cha hàn tí tê. Uy yun chan tí sa tí man tô na ni kê tê ra man tí tê. Hằng xa hoa bàn la lăng hít tùa ô ca mô căng cha hàn tí tê. Dạ con xin kệ câu pháp vô số 91. Uy yun chan tí sa tí man tô na ni kê tê ra man tí tê. Hằng xa hoa hoa bàn la man tí lăng. Hằng xa hoa bàn la lăng hít tô
Ô ca mô căng cha hắn ti tê uy yun chan ti sa ti man to na ni ke te ra man ti tê hằng sa wa ban la lăng hít tua ô ca mô căng cha hắn ti tê. Dạ con đã phân tích và đọc xong, con có sai, ông ngài và đạo tràng giúp chỉnh sửa lại giùm con. Dạ con kính tri ân ngài, dạ con cảm ơn đạo tràng thật nhiều. Và niệm từ mời Giang Nhược Hạ. Nam mô Đức Thà. Dạ dạ, Nam mô Bụt Tha, dạ, Nam mô Tham Ma, dạ, Nam mô Sang Kha, dạ. Dạ con xin đảnh lễ sư Trí Đức, quý sư, quý cô tu nữ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con xin phép đọc câu pháp cú số 91 ngày hôm nay ạ. Uy yun chan ti sa ti man to na ni ke te ra man ti te hang sa wa ban la lang hit wa o kam mo kang cha han ti te. Uy yun chan ti sa ti man to na ni ke te ra man ti te hang sa wa pan la lang hit tua o ka mo kang cha han ti te. Dạ con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Uy yun chan ti sa ti man to na ni ke te ra man ti te. Uy yun chan là ba trường âm nhấn, tí, xá, tí là ba đoạn âm, man là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường, ná, ní là hai đoạn âm, kê, tê là hai trường âm thông thường, rá là đoạn âm, man là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, tê là trường âm thông thường. Uy yun chan ti sa ti man to na ni te ke te ra man ti te. Nhà câu số 3 và câu số 4. Hằng sa wa ban la lang hit tua o ka mo kang cha han ti te. Hằng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sa là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, ban là trường âm nhấn, lá là đoạn âm, lăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, hít là trường âm nhấn, toa là trường âm thông thường, ô là trường âm thông thường, cá là đoạn âm, mô là trường âm thông thường, căng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chá là đoạn âm, hanh là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, tê là trường âm thông thường, hằng xa hoa bàn la lăng hít tua o ca mô căng cha han ti tê. Dạ con xin đọc lại ạ. Uy yun chan ti sa ti man to na ni ke te ra man ti tê hằng sa wa ban la lăng hít tua o ca mô căng cha han ti tê. Tự sách tấn chánh niệm không thích cư xá nào như ngỗng trời rời ao bỏ sâu mọi trú ẩn, là bản dịch Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Uy yun chan ti sa ti man to na ni ke te ra man ti te hằng sa wa ban la lăng hít toa o ka mô căng cha han ti te. Uy yun chan ti sa ti man to na ni ke te ra man ti te hằng sa wa ban la lăng hít toa o ka mô căng cha han ti te. Dạ con đã đọc và kệ xong, có sai nhà sư và đạo tràng xin sửa giùm cho con ạ. Dạ con cảm ơn cô Tâm Hạnh đã post bài. Dạ con xin mời vị kế tiếp ạ.
Alo, 123, 123. Quý vị nghe rõ không ạ? Xà thủ, xà thủ. Hôm nay vị nào phân tích cũng chính xác ha. Nhưng mà trên cái giọng đọc thì có hai vị ha. Một là sự phân tích của chiếc lá mùa xuân. Và thấy mình phân tích sai rồi cứ bỏ chạy mất tiêu rồi. Chiếc lá mùa xuân hăng xa quá. Chữ hăng xa có nghe là cung ngỗng ha. Rồi thêm chữ y quá nữa, thành ra hăng xa quá. Hăng xa quá ví như cung ngỗng. Thì ở đây chữ hăng này là một trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Nhưng mà chiếc lá mùa xuân nói rằng chữ hăng này là một trường âm nhấn. Chiếc kim đã chỉnh, tức là theo dõi, nghe rõ và đã chỉnh để cho chiếc lá mùa xuân tiếp thu. Và chiếc lá mùa xuân bây giờ cũng đã bỏ chạy ra ngoài rồi. Chỉ có một mình chiếc lá mùa xuân phân tích chỗ này sai, bị nhầm chút á, nhưng mà đã bị xích kim chỉnh từ đầu. Chỉnh từ đầu nói rằng chiếc lá mùa xuân không phải là chiếc lá mùa xuân mà gọi là chiếc lá mùa đông. Nhưng mà chiếc lá mùa xuân coi như là muốn đông thì đóng. Đọc sai để coi chiếc kim có nghe không. Ai ngờ lỗ tai cũng thính quá ha. Công nhận. Rồi, người phân tích chính xác, nói chung là quý vị phân tích rất là chuẩn. Nhưng mà qua giọng đọc thì sao? Sĩ Không Mai biết rằng trong cái giọng đọc của mình trường âm, đoạn âm phân tích là như vậy. Nhưng mà tại sao đọc trường âm nó giống như là một đoạn âm? Sĩ Hồng Mai có biết chỗ nào không? Alo, Sĩ Hồng Mai nghe rõ nè. Nhưng mà nghe rõ thì bây giờ trong cái câu Phật ngôn này thì cái chữ mà trường âm á, những cái trường âm thì chúng ta phải đọc kéo dài ra. Nhưng mà Sĩ Hồng Mai lại muốn đơn giản, đến nhanh rút lẹ hay sao không biết nữa, mà Sĩ Không Mai lại đọc coi như quá. Sao hay quá vậy ta? Sao không phải mấy chữ sao mà cái chữ uy ở phía trước đó chính Sĩ Kim. Là công nhận cái bài này nhiều chuyện ha, chuyện của ai cũng nhúng tay vô luôn. Hết người này tới người kia mà nhúng tay vô là thấy chính xác. Uy Yun Chan đã phân biệt là đây là ba cái trường âm nhấn. Nhưng mà tại sao chữ uy này lại đọc quá nhanh đi, thành ra uy yun chan. Thì như vậy Sĩ Hồng Mai chú ý chỗ này ha. Uy Yun Chan Ti Sát Ti Man Tô. Ba cái trường âm đó thì chúng ta phải đọc giọng đều nhau. Nhưng mà chữ uy này Sĩ Không Mai đọc lẹ quá. Đọc lẹ nó giống như một cái đoạn âm. Nhưng mà khi phân tích đây là ba trường âm nhấn. Chính xác. Và trong cái giọng đọc thì quý vị thấy rằng Sĩ Kim Nhung ha, một cái giọng đọc mà có nỗ lực từ đầu đến cuối. Quý vị thấy cái nỗ lực rất là thâm hậu. Đọc một hơi mà chúng tôi nói thẳng là đã lỡ cái có chữ đức rồi mà chúng tôi muốn đứt bóng luôn. Nhưng mà Sĩ Kim Nhung mà đọc một hơi, nỗ lực vẫn thâm hậu như thường.
không có bị đứt đoạn. Không bị đứt đoạn, đó là một điều mà thấy công nhận. Mà đâu phải Sĩ Ca Kim Dung là đô con lớn xác gì đâu, à, cũng nhỏ mà có võ, nhỏ mà có võ. Công nhận cái giọng đọc rất là có nỗ lực, rất là có uy lực, à, thâm hậu. À, cái lễ Đại Đức Tuệ Đức vừa đến với Pháp Hội ha. À, hàng gì sống gần với nhau, à, huynh đệ Di Minh, à, Sĩ Hồng Mai nói là Sĩ Kim Dung phổi tốt, biết hết trơn. Nói Sĩ Hồng Mai nói Sĩ Kim Dung phổi tốt lắm. Rồi, tuyệt vời, hôm nay quý vị thể hiện rất là tốt. Nhưng mà bây giờ còn hỏi lại nè, ai chưa đọc, ai chưa đọc câu Phật ngôn này, Sĩ Quang Thanh này ha, chưa ha. Ai nữa ta? Sĩ Nhật Quỳnh cũng chưa, nãy giờ là Sĩ Nhật Quỳnh là thấy núp lùm này ha. Như vậy mà coi như Sĩ Kim là nói, ô mấy ông sư núp lùm. Người ta chưa xuất hiện rồi chứ núp lùm cái gì ha? Ta chưa xuất hiện đó. Khi mà những cái vị này mà xuất hiện, xin lỗi Sĩ Kim nè, coi chừng nè. Đã vô đây để coi Sĩ Kim làm cái gì. Rồi khi mà xuất hiện lấy cái nít thật ra vô đây sinh hoạt á, Sĩ Kim coi chừng ha. Rồi thấy Sĩ Nhật Quỳnh đưa tay, tại sao nghe nói xấu Sĩ Kim cái là Sĩ Nhật Quỳnh mừng lắm hay sao, bỏ tay xuống ta. Rồi mời Sĩ Nhật Quỳnh. Dạ con kính nhà đảnh lễ tri ân ngài. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính lãnh lễ ân Đức Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con thành kính lãnh lễ ngài Tri Đức, Đại Đức, Tuệ Đức cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Dạ cảm ơn Kim Nhung, cảm ơn Quang Thanh cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nhật Quỳnh kính lễ với bà, với cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào với anh chị em đạo hữu hiện diện trong đạo tràng. Dạ, con xin được ôn bài trước rồi con thỉnh Đại Đức Tuệ Đức ạ. Mình và mời Quang Thanh nhân xem như lời ngài nói là Quang Thanh cũng chưa trả bài. Dạ, con mới thấy Đại Đức Tuệ Đức vừa vào. Dạ, con xin phép được trả bài trước ạ. Dạ, con kính tri ân ngài cho bài học. Vì chuồn chàn tí sát tí mạnh tờ nà ni kệ tề ra màn tí tề hằng xa quá bàn ra lăng hệt tờ ồ cà ồ căng chá hàn tí tề. Uồn chàn vì chuồn vì chuồn chàn tí tâm. Dạ con đọc lại. Uy yun chan ti sát ti man tờ na ni kệ tề ra van ti tề hằng xa quá bàn la lăng hệt tờ ô cầm ô căng cha hàn ti tề. Dạ con xin phân tích bốn câu một lần ạ. Uy trường âm nhấn, yun trường âm nhấn, chan trường âm nhấn, tí xá tí ba đoạn âm. Man trường âm nhấn, tơ trường âm thông thường, ná ní hai đoạn âm, kê tê hai trường âm thông thường, xá đoạn âm, man trường âm nhấn, tí đoạn âm, tê trường âm thông thường, hăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xa trường âm thông thường, quá ba quá đoạn âm, ban trường âm nhấn, lá đoạn âm, lăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, hít trường âm nhấn, toa trường âm thông thường, ô trường âm thông thường, cá đoạn âm, mô trường âm thông thường, căng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chá đoạn âm, hành trường âm nhấn, tí đoạn âm, tê trường âm thông thường. Uy yun chan ti sát ti man tờ nan ni kệ tê ra man ti tê hằng xa quá bàn na lăng hệt ta ô ca mô căng cha hàn ti tê. Tự sách tấn chánh niệm không thích cư xá nào như ngậm trời rời ao bỏ sao mọi trú ẩn. Và đây là bản chuyên ngữ của ngài Hòa Thượng Minh Châu. Và con
đọc và phân tích có sai, con cung kính Ngài và đạo tràng chỉ dạy cho con sửa. Vì chuẩn tranh ti xà tỷ man tơ nà ni cây tê xà mạn ti tê hàng xã qua ban là lặng hết to ô ca mô căng chà hành ti tê. Vì chuẩn chân ti xà tỷ man tơ nà ni cây tê xà mạn ti tê hàng xa qua ban là lặng hê to ô ca mô căng chà hành ti tê. Dạ con đã đọc và phân tích và cũng kể xong, con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức. Nhật Bình kính cảm ơn đạo tràng. Dạ con cung thỉnh đại đức Tự Đức ạ. Dạ sư có trước máy không bạch sư? Sư có trước máy, sư cho con xin một tín hiệu ạ. Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ đại đức Tự Đức có trước máy không, cho con xin một tín hiệu ạ. Cảm ơn Quang Thanh. Vậy là sư cũng có trước máy rồi. Mời Quang Thanh nha. Dạ con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật và ân đức Pháp và ân đức. Con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức. Con kính đảnh lễ sư Tuệ Đức. Ngài con kính đảnh lễ quý bà với cô tu nữ. Con kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin đọc bài câu pháp cú 91. Irun chan ti ti sati manto nani ke te ramanti te hang sa wa ban la lang hi toa o kam o kang cha han ti te yung chan ti sati manto nani ke te ramanti te hằng xa qua bàn la lăng hi tòa ô ca mô căng cha cha hẳn ti tê. Con xin phân tích toàn bài luôn. Đây là đường âm nhấn. Dạ đạo tràng có nghe thấy có đọc không ạ? Sao? Alo ạ? Dạ dạ vâng, con cảm ơn cô Nhật Quỳnh nữa cho biết được tín hiệu với cô Hồng Mai. Uy là trường âm nhấn, nhung là trường âm nhấn, chăn là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, xá tí là hai đoạn âm, man là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường, ná ní là hai đoạn âm, kê tê là hai trường âm thông thường, rá là đoạn âm, man là trường âm nhấn, tí là đàn âm, tê là trường âm thông thường, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xa là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, ban là trường âm nhấn, lá là đoạn âm, lăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, hí hít là trường âm nhấn, toa qua là trường âm thông thường, ô là trường âm thông thường, cá là đàn âm, mô là trường âm thông thường, căng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chá là đàn âm, hăn là trường âm nhấn, tí là đàn âm, tê là trường âm thông thường. Vì vi rung chan ti sa ti man to nani ke te ra man ti te
Xoa qua bàn la lăng hi tòa ô ca mô căng cha chăn ti tê. Tự sách tấn chánh niệm không thích cư xá nào, như ngỗng trời rời ao bỏ sau mọi trú ẩn. Đấy của bản dịch Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin kệ. Vì đúng chân ti xà ti mãn to, nà ni ti kê ra. Con xin phá mối. Vì đúng chân ti xà ti mãn to, nà ni kê tê ra mãn ti tê. Hằng xa qua ban là lăng hi toa, ô ca mô căng trần cha 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 hân ti tê. Y đúng chân ti xa ti mãn tô, na ni kê tê ra mãn ti tê. Hằng xa quang ban là lăng hi toa, ô ca mô căng trà chăn tí tê. Dạ con có đọc sai, con đã đọc xong, con có đọc sai, mong ngài Trí Đức và đạo tràng sửa cho con. Dạ con xin nhường lại mic cho cô Nhật Quỳnh. Con xin xuống mic, nhưng con đọc sai rất nhiều. Nam mô Thà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính lễ ơn Đức Tam Bảo, ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp và ơn Đức Tăng. Con thành kính lễ Thượng Tọa Trí Đức cùng chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong đạo tràng. Kính chào quý bà, quý cô, tu nữ, mến chào toàn thể đạo tràng. Con xin đọc bài Kinh Pháp Cú câu số 91. Piyun chan tisati manto nanike te ramang tite hằng sa quá bàn la lăng hít toa ô ca mô căng cha hàn tí tê. Tự sách tấn chánh niệm không thích cư xá nào, như ngỗng trời rời ao bỏ sao mọi trú ẩn. Là bản dịch của ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con xin kệ. Vì dùn chan tí sát tí man tôn nà ni kê tê ra măng tí tê hằng sa quá ban la lăng hi toa ô ca mô căng cha hàn ti tê. Vi yun chan ti sa ti man to na ni kê tê ra măng ti tê hằng sa quá ban la lăng hi toa ô ca mô căng cha hàn ti tê. Vi yun chan ti sa ti man to na ni kê tê ra măng ti tê hằng sa quá ban la lăng hi toa ô ca mô căng cha hàn ti tê. Dạ con xin hết ạ, con xin nhiều mức lại cho đạo tràng. Dạ sa thủ, sa thủ, chúng con thành kính lãnh đại tri ân đại đức trời đức. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ, con thấy không còn bàn tay của vị nào nữa, con cung kính ngài trở lại đạo tràng à. Dạ, cảm ơn hoàng thành, dạ con kính nhân bích đến ngài. Sa thủ đại đức tuệ đức. Đại đức tuệ đức đã kết thúc cái phần đọc, phân tích dòng kinh, dòng kể. Và bây giờ chúng ta đi vào vấn đề tự vận của câu Phật Môn 91. Chúng ta đọc được thì phải hiểu ý nghĩa của những từ này như thế nào. Đây là bài thứ hai trong phẩm A-la-hán, A-la-hán tá quốc gia ha. Câu đầu tiên: Uy yun chan tí sa tí man tô. Câu đầu tiên: Uy yun chan tí sa tí man tô. Câu này chúng ta thấy có hai từ.
Uyunchanti. Đây là một động từ số nhiều. Động từ số nhiều này do cái căn ngữ yut có nghĩa là kết nối, và cái tiếp đầu ngữ út ở phía trước có nghĩa là không, có nghĩa là khỏi, mà cũng có nghĩa là ở trên. Vậy thì khi có tiếp đầu ngữ út trước cái động từ số nhiều này, cho chúng ta một ý nghĩa là nỗ lực, ra sức, cố gắng. Nỗ lực, ra sức, cố gắng. Vì dùn chân tí. Và từ số 2, sati manto. Chữ số 2, sati manto. Chữ sati, đây là một danh từ trung tính. Ý karan tanapum sakalinga. Sati có nghĩa là niệm hay là sự tỉnh thức. Niệm hay là sự tỉnh thức. Và tiếp vị ngữ của sati là manto, mantu. Chỉ cho sự sở hữu của niệm hay là tỉnh thức đó. Satimanto là những người có niệm. Satimanto là những người có niệm. Ở đây đứng làm chủ từ số nhiều ha. Pathama bahuvachana vipatti. Chữ Satimantu nó biến thành Satimanto. Satimanto là những người có niệm. Chanti. Cái tiếp vị ngữ, tiếp đầu ngữ của cái căn ngữ yut đó là út, mà chữ út đó có nghĩa là chữ đê chứ không phải là út tê ha. Sĩ ca Nhật Quỳnh khỏi biết mấy cái đó đi ha. Biết rằng động từ yun chanh tí có nghĩa là nỗ lực, ra sức, cố gắng. Ngắn gọn vậy cho nó nhanh hả. Rồi Satimanto. Satimanto có nghĩa là những người có niệm. Rồi vậy cho nó lẹ. Rồi câu số 2. Nani ke te ramanti te. Nani ke te ramanti te. Na là không. Nikete do cái từ Niketa. Niketa là một danh từ nam tính. Akrantapumlinga. Và chữ Niketa này được chia theo định sở cách, định sở cách số ít, tức là Sattami Vipatti Ekavachana. Cho nên Niketa biến thành Nikete. Nikete có nghĩa là về chỗ ở, nơi trú ẩn hay là trong cảnh giới. Về chỗ ở, nơi trú ẩn, trong cảnh giới. Nikete. Rồi chữ thứ ba, tức là một cái động từ Ramanti. Ramanti, động từ số nhiều, có nghĩa là thích thú, thỏa thích.
Ramanti. Số ít của nó là Ramati, nhưng mà số nhiều là Ramanti. Thỏa thích, thích thú. Rồi, Tê. Tê là những người, nhiều người, các người. Các người đó, nhiều người đó. À, tức là chữ Tê nói về người, nhưng mà nhiều, số nhiều ha. Tê là nhiều người, mọi người cũng được. Rồi, câu số 3. Chữ mọi chứ, thành là chữ mọc người luôn ha. À. Rồi, câu số 3. Hằng xà quá bàn lá lằn hít tòa. Hằng xà quá bàn lá lằn hít tòa. Chữ hằng xà do cái từ hằng xá. Hằng xá là một danh từ nam tính. Ác rình tắp bông rình gá. À, nhưng mà chữ hằng xá đó được kia theo chủ cách số nhiều. Bà tha ma bà hu quá chá na vi phá tí. Trên hằng xá biến thành hằng xà. Và sau chữ xa này á, thì có chữ quá nữa. Có nghĩa là chữ ý quá. Ý quá. À, ý quá đi chung với hằng xà. Và nó biến thành hằng xà quá. Chữ ý quá có nghĩa là ví như, tựa như, giống như. À, thì hằng xà quá là giống như những con thiên nga. Giống như những con thiên nga. Mà thiên nga thì người ta gọi là con ngỗng. À, con ngỗng trời gọi là thiên nga. À, hằng xà quá giống như những con thiên nga ha? Ví như những con thiên nga. Hằng xà, hằng xà giống như quá, hằng xà quá. Rồi, ban lá lăng. Ban lá lăng do cái từ ban lá lá. Ban lá lá nó là một danh từ trung tính. Ác ran ta na pum sắc ca lin ga. Và ban lá lá được kia theo đối cách số ít. Đu tỷ gia quỷ phát thi e cao qua trần á. Cho nên ban lá lá biến thành ban lá lăng. Ban lá lăng có nghĩa là hồ nước. Ban lá lăng là hồ nước. Bên chào sư Như Quang vừa đến với pháp hội. Ba lá lăng hồ nước rồi. Hít tòa. Hít tòa đây là một động từ bất biến. Từ bỏ. Từ bỏ. Và câu cuối cùng. Câu cuối cùng. Ô ca mô cần cha hành tí đề. Ô ca mô cần cha hành tí tề. Ô ca mô cần. Ô ca mô cần. À, cái từ này do cái từ ô cá. Ô cá đó là một danh từ trung tính. Rành ta na pung sắc ca linh gá. À, ô cá cái nghe là nơi trú ẩn, cảnh giới hay là nhà. À, nơi trú ẩn, giới hay là nhà. Và ô cá mô cần, hai từ này đi chung với nhau. Nói lên cái vấn đề, từ trú xứ này sang trú xứ khác. Từ chỗ ở này sang chỗ ở khác. Ô ca mô cần từ chỗ này qua chỗ kia ha. À, hai chữ ô cần, ô cá ô cần chứ không có chữ mô hả.
À, nếu mà cái chữ mô của đó thì có ý nghĩa là khác nữa. Ô cá. Nhưng mà chữ ô cá này nó được chia theo đối cách, thành ra ô cần. À, và chữ thêm chữ ô cần nữa, tức là hai chữ ô cá cộng với ô cá. À, thì đây ô cá mô cần có nghĩa là nó được chia theo đối cách số ý, đu tì giao vì phát tí e cá quá chẳng á, trên nền ô cần, ô cần, từ nơi này đến nơi khác. Và cái động từ của nó cha hành tí, động từ số nhiều ha, cha hành tí. À, động từ số nhiều này nói lên cái vấn đề ra đi, từ bỏ, đoạn trừ. Ra đi, từ bỏ, đoạn trừ. Cha hành tí, cha hành tí, ra đi, từ bỏ, đoạn trừ. Động từ số nhiều. Rồi chi tê là chúng, họ, nhiều người ha. Những người đó, những vị đó. À, như vậy thì câu Phật ngôn 91 cho chúng ta ý nghĩa: những người có niệm nỗ lực, họ không thích thú về chỗ ở, họ lìa khỏi từ xứ này sang chú xứ khác, ví như những con ngỗng trời từ bỏ hồ nước. À, chúng ta nghe lại ý nghĩa của câu Phật ngôn 91. Những người có niệm nỗ lực, họ không thích thú về chỗ ở, họ lìa khỏi từ trú xứ này sang trú xứ khác, ví như những con thiên nga từ bỏ hồ nước. À, ngài Giới Đức đã phổ thơ lục bát thế này: Sa môn chánh niệm kiên trì, lìa mọi chú xứ, ra đi nhẹ nhàng, ngỗng trời cất cánh thênh thang, ao hồ bỏ lại mây ngàn thông dòng. Sa môn chánh niệm kiên trì, lìa mọi chú xứ, ra đi nhẹ nhàng, ngỗng trời cất cánh thênh thang, ao hồ bỏ lại mây ngàn thông dòng. Và ngài Hòa thượng Minh Châu đã phổ thơ Ngũ Ngôn từ sách Tấn: chánh niệm không thích cư xá nào, như ngỗng trời rời ao, bỏ sau mọi trú ẩn. Từ sách Tấn: chánh niệm không thích cư xá nào, như ngỗng trời rời ao, bỏ sau mọi trú ẩn. Rồi, như vậy thì ý nghĩa tự vấn chúng ta thông qua ha. À, có gì thắc mắc không? Chúng ta sẽ đi vào duyên sự. Và có thời gian chúng ta sẽ thảo luận câu Phật ngôn này. Câu Phật ngôn 91 được ám chỉ về ngài Maha Kassapa, tức là một cái vị đại trưởng lão, một cái vị mà coi như là nổi tiếng trong hàng đại đệ tử của Đức Phật. Bây giờ quý vị viết thử coi tên của ngài Maha Kassapa như thế nào. Alo, ai viết đúng đây? Đọc thì Pali rất là chuẩn, nhưng mà viết ra có đúng hay không? Maha Kassapa. Rồi, một người. Bây giờ phải so sánh nhé.
Maha Kassapa hai. Maha Kassapa, ai cũng biết giống nhau hết vậy thôi, còn nói gì nữa. Một người thì còn có vấn đề nghi ngờ, hai người thì có sự so sánh, ba người thì quá rõ ràng, người ta gọi là tam nhân đồng hành, tất ngã hữu sư. Ba người thì có một cái sự rõ ràng đó. Tức là ở đây không có thay đổi, ai cũng biết đúng hết. Nhưng mà bây giờ hỏi Ngài Maha Kassapa, Ngài nổi bật trong tăng đoàn, trong số những đại đệ tử của Đức Phật, Ngài nổi bật do cái vấn đề gì, do cái hạnh gì, hoặc là do tu tập như thế nào? Hạnh Đầu Đà, hạnh Đầu Đà. Còn gì nữa? Cũng là cái hạnh Đầu Đà luôn. Rồi, số 1, tức là Ngài đệ nhất về hạnh Đầu Đà. Tức là nói về hạnh Đầu Đà thì không ai qua mặt được Ngài Maha Kassapa. Nhưng mà ở đây á, cái câu Phật ngôn này nói lên cái ý nghĩa là Tích trưởng lão Maha Kassapa bị chê à, ngộ vậy, người ta ta giỏi, người ta hay, người ta đặc biệt như vậy mà còn bị chê nữa à, này tiếp độ người nghèo khổ à. Đúng rồi, đúng rồi, cũng có một câu chuyện nói về Ngài Maha Kassapa tế độ cho người nghèo khổ, nhưng mà thật sự đâu phải tế độ người nghèo khổ à. Sĩ Kim nhớ trong câu chuyện đó là tế độ cho Đức Vua Trời Đế Thích, mà Đức Vua Trời Đế Thích đâu có nghèo đâu, làm tới ông trời vậy là thấy là quá giàu rồi, mà cai quản đấy một cõi tam thập tam thiên, cõi trời 33, như vậy sao mà tế độ người nghèo khổ à. Sĩ Kim này không biết nghĩ gì đâu, ông trời mà nghèo gì hả? Ông trời mà nghèo gì mà nói là ông trời nghèo này, ngồi không kiếm chuyện không hả? Rồi trở lại Ngài Maha Kassapa ha. Rồi khi mà Đức Phật ngự tại Trúc Lâm Quê Lupana thì Ngài đã đề cập đến trưởng lão Maha Kassapa. À, Đức Phật Ngài nhập hạ ở tại Rajagaha, tức là vương xá. Rồi khi mãn mùa ăn cư thì Ngài mới tuyên bố với các vị tỳ khưu: nửa tháng nữa Như Lai sẽ đi vân du. Và theo truyền ngôn, chư Phật có phận sự đi vân du hành đạo với các vị tỳ khưu, mà khi các ngài muốn đi thì các vị tỳ khưu được thông báo trước để có thời gian chuẩn bị những vật dụng mang theo, nhất là y phải nhuộm, bát phải đốt, để mình có được sự an vui khi đến một chủ sứ khác. Vì do đó Đức Phật mới thông báo cho các vị tỳ khưu: từ nay đến nửa tháng nữa chúng ta sẽ đi vân du. Chư tăng thì mình ai nấy lo phận sự của mình, nhất là đốt cái bình pháp, rồi lo y cho nó sạch sẽ, ngăn nắp nè. Chính Ngài Maha Kassapa cũng giặt những cái chiếc y của mình. Rồi nhiều vị tỳ khưu khác thấy như vậy mới than phiền: tại sao Ngài trưởng lão Kassapa lại giặt y ở nơi thành phố này, cả bên trong lẫn bên ngoài? Cái số dân cư là 180 triệu, mà những cái người không phải là quyến thuộc của trưởng lão Maha Kassapa cũng đều là những thiện tín của trưởng lão, còn những ai không phải là thiện tín thì đều là quyến thuộc của trưởng lão Kassapa cả. Ai ai cũng có sự tôn kính trọng đãi, dân cúng thứ vật dụng đến trưởng lão. Thế mà trưởng lão từ bỏ bấy nhiêu sự hồ đồ đó để rồi đi đâu? Và lại nếu có đi
thì chỉ lên hang đá đừng có dễ vui, chứ không đi đến một nơi nào khác. Vậy theo truyền thuyết, sau khi Đức Thế Tôn đến một cái hang đá nào thì Ngài thường bảo các vị tỳ khưu phải có phần sự, phải trở về ngôi chùa. Và từ bây giờ thì các thầy hãy quay trở lại, đừng có dễ vui. Vì do đó mới có cái tên hang đá là đừng dễ vui mà Chư Tăng nói lên ở phía trên. Trong khi sắp đi vân du, Đức Phật nghĩ rằng ở thành phố này, bên trong lẫn bên ngoài, có đến 180 triệu dân cư. Các vị tỳ khưu còn phải đi đến những cái nơi hạnh phúc hoặc là bất hạnh của những người khác. Vậy thì ta không thể bỏ qua cái tịnh xá trống không. Hãy để cho một vị tỳ khưu nào quay trở lại. Và Đức Phật quyết định dân chúng ở thành phố này đều là quyến thuộc và thiện tín của Ngài Maha Kassapa. Vậy thì Kassapa, hãy nên quay trở lại. Ngài Maha Kassapa sa thủ sa thủ bạch Đức Thế Tôn. Rồi Ngài mới dẫn cái đoàn đệ của mình quay trở lại. Các vị tỳ khưu cùng phàm này, các đệ hữu thấy chưa, chúng tôi há chẳng có nói trước rồi hay sao? Trưởng lão Maha Kassapa giặt y để làm gì? Trưởng lão sẽ không đi chung với Đức Bổn Sư đâu. Chúng tôi đã nói điều gì thì bây giờ quả đúng ý là như vậy. Đức Phật nghe các vị tỳ khưu nói chuyện mới đứng quay mặt lại và hỏi rằng: Này các vị theo, các ông nói về cái chuyện gì vậy? Các vị tỳ khưu mới đáp rằng: Bạch Đức Thế Tôn, chúng con nói đến trưởng lão Maha Kassapa. Rồi các vị tỳ khưu đem hết mọi cái lời mà đàm luận của mình trình lên Đức Phật. Nghe xong, Đức Phật mới nói rằng: Này các tỳ kheo, các thầy nói rằng Kassapa lưu luyến quyến thuộc họ hàng tứ vật dụng, nhưng mà Kassapa chỉ vâng lời của Như Lai mà quay trở lại thôi. Quả vậy, ở trong tiền kiếp, Maha Kassapa đã từng phát nguyện không có quyến luyến về tứ vật dụng. Ví như mặt trăng có thể đến gần họ hàng quyến thuộc mà không bị vướng bận bởi những họ hàng và tứ vật dụng đó. Đức Phật nhắc lại lời nguyện của trưởng lão Maha Kassapa đã phát nguyện: Tôi nguyện hành đạo của bậc thánh nhân ví như mặt trăng noi theo lộ trình quỹ đạo của nó, chứ không bám víu vào những họ hàng và tứ vật dụng ấy. Các vị tỳ khưu là hỏi Đức Bổn Sư: Bạch Ngài, trưởng lão Maha Kassapa đã nguyện vào lúc nào? Này các tỳ khưu, các người có muốn nghe hay không? Dạ thưa vâng, bạch Đức Thế Tôn. Đức Phật mới thuyết lại bổn sanh: Này các tỳ khưu, cách đây khoảng 100.000 đại kiếp, có một vị Phật chánh đẳng chánh giác hồng danh là Padumuttara. Ngài đã giáng sanh, và kế đó thì Đức Phật đã thuộc luôn sự hành đạo phát nguyện đầu tiên của trưởng lão Maha Kassapa trong tiền kiếp ấy. Và sau khi nhắc lại đầy đủ hạnh nguyện của trưởng lão Maha Kassapa, Đức Phật mới nói rằng: Này các tỳ kheo, con trai của ta là Maha Kassapa đã từng phát nguyện lần đầu tiên: Ta nguyện hành đạo của bậc thánh nhân ví như mặt trăng tuân theo quỹ đạo của nó. Cho nên đối với con trai của ta, sự quyến luyến trong tứ vật dụng, họ hàng hoặc là chùa am tịnh thất nhất thiết đều không có nơi con trai của Như Lai. Ví như một con hạt chúa, một con ngỗng trời, sau khi đáo xuống một cái hồ
đi vơ vẫn đó đây rồi bay đi nơi khác, không có một chút gì luyến tiếc. Và Đức Phật Ngài đã thuyết lên câu Phật ngôn 91 để đưa lên câu Phật ngôn cho quý vị thấy ha. Uy yun chan tisati manto nanit ke te ram man ti te hằng xa quá bàn la lăng hít tòa ô ca mô cần cha hành ti tệ ủy duyên chanh ti sa ti man tu na ni kê tê ra man ti tệ hằng xa quá bàn la lăng hít tòa ô ca mô cần cha hành ti tệ tự sát tấn chánh niệm không thích cư xa nào như ngỗng trời rời ao bỏ sau mọi trú ẩn. Khi câu Phật ngôn này chấm dứt thì có nhiều vị tỳ khưu chứng đắc thánh quả, nhất là đạo quả Tu Đà Hoàn. Trong duyên sự này chúng ta thấy rằng ra đi hành đạo lại quay về, ăn chúng phàm phu dở giọng chê, trưởng lão ma ha ham vật dụng, ngờ đâu Ngài đã hết si mê. Phật quý Ngài giống như thiên nga, ra đi nào tiếc nước ao nhà, trời cao gió lộng chim bay mãi, la hán không còn chấp của ta. Như vậy thì duyên sự quý vị cũng đã nghe rồi ha. Mục đích câu Phật ngôn này là cái gì? Ở một nơi mà rất là thuận tiện, nhưng mà đối với Ngài Ca Diếp ha, quý vị thấy một vị rất là đại phước. Khi xuất gia xong là chọn 13 pháp đầu đà, mà Ngài cũng là đệ nhất đầu đà. Thì trí túc của Ngài, nhất là trong cái vấn đề y phân tảo, được Đức Phật cho một cái bộ y, mà bộ y này chính tay Đức Phật đi lượm những vải dơ trong cái thời gian mà chưa có dân y. Đức Phật đi lượm từng mảnh vải dơ, những cái mảnh vải mà bỏ tử thi, những cái mảnh vải mà người ta quăng bỏ ở Tha Ma mộ địa ở bên vệ đường, Đức Phật lượm những cái mảnh vải đó, giặt rồi khâu vá lại một bộ y. Mà quý vị biết rằng nhiều mảnh vải mà ghép lại thì người ta gọi là, có khi cả trăm mảnh thì người ta gọi là bá nạp. Còn những cái mảnh bự quá thì phải cắt ra, bởi vì phải đúng y điều, phải đúng cái chi điều của nó. Ví dụ 5 điều, 7 điều, 9 điều hoặc là 11 điều chẳng hạn. Thì những mảnh vải mà nó lớn thì phải xé ra, gọi là phá nạp. Y bá nạp hay là phá nạp, cũng là nhiều cái mảnh vải nó ghép lại. Đức Phật Ngài đã ưu ái và coi Ngài Maha Kassapa giống như một đệ tử cưng ruột, hoặc là nhiều khi coi Ngài Kassapa giống như một người bạn, bởi vì Ngài Kassapa cũng lớn tuổi. Và Đức Phật đã cho cái bộ y mà chính Ngài đã khâu vá trong thời gian chưa có dân y. Và Ngài Kassapa coi cái bộ y đó giống như là Đức Phật luôn luôn hiện diện kế cận bên mình, tôn trọng cái bộ y, kính trọng cái bộ y, mà giống như Đức Phật luôn luôn ở gần bên mình vậy. Và bộ y đó được Ngài Kassapa rất là trân trọng, không có thọ nhận y của ai hết. Người ta có dân, người ta có cái này kia, Ngài Kassapa cũng chỉ giữ một bộ y của Đức Phật cho thôi. Mà chính cái vấn đề đó có một cái sự ngộ nhận, nói rằng Đức Phật đã truyền y bát
cho vị tổ đầu tiên, sơ tổ, đó là Ngài Ca Diếp. Nhưng mà Nam truyền của chúng ta thì chỉ có Phật thôi, chứ không có tổ. À, đây chỉ là một cái vấn đề mà có những cái tông phái khác, người ta nói rằng niêm hoa vi tiếu, tức là Đức Phật đưa cành hoa lên và ai cũng ngồi ngẩn ngơ hết, chỉ có một mình Ngài Ca Diếp là mỉm cười. À, và Đức Phật đã chọn Ngài Ca Diếp làm vị tổ đầu tiên. À, thì cái đó là một cái vấn đề mà coi như truyền thuyết thôi. Nhưng mà cái sự thật á, là Đức Phật có cho Ngài Ca Diếp một bộ y, và Ngài Ca Diếp để giữ bộ y đó đến trọn đời. Trọn đời, trân trọng, coi như Đức Phật hiển diện. Và Ngài tu cái hành đầu đà của Ngài rất là miên mật, mà không có một cái vị nào coi như về hành đầu đà quá mặt được Ngài Maha Kassapa. Thì khi mà tu hành đầu đà như vậy rồi thì Ngài đâu có còn cái vấn đề quyến luyến, còn cái vấn đề chấp thủ, còn cái vấn đề nặng về tứ vật dụng hoặc là nặng về thân bằng quyến thuộc. À, Ngài sống với cái tâm của một cái vị mà đã chứng đắc thánh quả rồi, là một cái vị A-la-hán rồi, thì thiện cũng bỏ, huống gì là ác. Này, Ngài đâu còn chấp vào cái vấn đề mà vật dụng, họ hàng, thân quyến, mà chính ở trong cái thành Vương Xá đó là một cái nơi mà bà con họ hàng của Ngài Kassapa rất là đông. Thì các vị phàm phu tục tử cùng phàm tăng mới nói rằng: ô, gia đò ổng giặt y đốt bát, thật sự bà con họ hàng đây ai cũng kính trọng, ai cũng tôn kính, ai cũng hộ độ cho Ngài. Thì bỏ đi một nơi này thì rất uổng, chắc chắn rằng không có bỏ đi được đâu. À, nhưng mà khi Đức Phật Ngài quán thấy, ô, nếu mà đi vân dung cả một tăng đoàn thế này thì cái ngôi tịnh xá này bỏ trống, và đó là một cái điều không đem lại lợi ích cho thiền tín. Bởi vì thiền tín họ tới chùa thì quy y nghe pháp, hoặc là thọ trì giới, thì bây giờ tới chùa mà không có ai thì sao? À, không được. Thôi bây giờ người có nhân duyên, người được kính trọng, người được tôn kính là tại đây thì chỉ có Maha Kassapa. Và thế là Đức Phật bảo thôi hãy quay về coi giữ tịnh để có nơi cho Phật tử nương nhờ. Mà theo Phật định thì Ngài phải quay về thôi. Mà khi quay về thì những cái lời sầm xì, những cái lời nói của các cái vị tỳ khưu mà còn trẻ còn phàm chưa cái chứng đắc, thì các vị này mới nói: ô, sao mà bỏ đi được, chẳng qua là hù, là giặt y đốt bát để cho người ta khỏi có cái sầm xì bàn tán, mà bây giờ đi về là phải quá đi chứ. À, và chính câu Phật ngôn này xuất hiện là nói lên tâm trạng của một vị A-la-hán là để dứt bỏ mọi sự chấp thủ. Sự chấp thủ đó là tứ vật dụng, sự chấp thủ đó chính là thân bằng quyến thuộc, sự chấp thủ đó là nói lên tám pháp của thế gian, được lợi mất lợi, được quyền tước mất quyền tước, được khen bị chê, được vui bị khổ. Thì những cái pháp này nó làm cho tâm tư của chúng ta bị lay động, nhưng mà đối với các bậc thánh thì bỏ sao tất cả, dù là cái trú xứ, dù là cái chỗ ở, dù là bà con họ hàng, dù là tư vật dụng, thân bằng quyến thuộc, vân vân. Rồi, à, đại ý của câu Phật ngôn này là như vậy. Còn hai mươi mấy phút nữa, mời quý vị có ý kiến. Alo, alo, quý vị nghĩ sao về câu Phật ngôn này?
sống mà chơi vừa lòng người rất là khó ha. Mập thì chê, ốm cũng chê, chỉ có cái người nói chuyện nhiều không biết có bị chê hay không. Rồi mời Sĩ Kim. Con xin kính chào sư Chí Đức, sư Tệ Đức, rồi sư Pháp Giang, hình như vậy. Nếu con có sai, đọc sai con xin và các sư núp lùm. Con nghe điện thoại là sư có người kêu sư rồi, nhưng mà sư cũng đeo máy, sư nghe, sư núp lùm nghe con nói. Dạ đúng như vậy. Trong câu kinh Pháp Cú này á, thì cái điểm chánh mà Đức Phật muốn nói tới đây là chữ không thích. Là chữ không thích. Chữ không thích là cái chữ gì ta? Cái chữ không thích là cái chữ gì ta? Ramatan. Ok. Ramanti. Thích. Na Ramanti là không thích. Ngài không thích cái gì? Ngài không thích bất cứ cái chỗ trú ẩn cũng như bất cứ cái gì hết. Ngài lìa bỏ hết, giống như con ngỗng đi chỗ này đi chỗ kia dân du chứ không tựa vào chỗ nào hết. Trước hết còn nói về Ngài Kassapa. Ngài có cái hạnh đầu đà là Ngài ngồi, Ngài ngủ ngồi không, với lại Ngài hạnh đầu đà, mười mấy hạnh đầu đà có Ngài rất là nghiêm chỉnh. Cái điều đặc biệt Ngài bị Đức Phật la thì tức là đừng có nên đi làm người nghèo hết, phải đồng điều hết. Thì Ngài nói mấy người nghèo họ khổ quá, phải cho họ cơ hội để cúng dường Ngài để họ bớt khổ trong những kiếp trong tương lai. Nhưng có một điều đặc biệt là vua trời Đế Thích là cung cũng kể nghe nè. Lúc đó thì khoảng 500 cái tiên nữ nghe Ngài Kassapa là hạnh đầu đại, canh mấy 500 vị tiên nữ này canh Ngài Kassapa khi mà nhập thiền viện mà xả ra đó, là chạy xuống để xin. Cái ngài Kassapa nói này các ngươi hãy đi chỗ khác đi, không có cho đâu. Thì mấy người đó kia theo ngoài cái nghĩ búng tay một cái, mấy cái người này bị đứng một chỗ hết, sợ quá. Khi mà Ngài thả ra bay chạy về trời hết, chạy về trời với gặp Ngài Sắc Cát Đế Thích, hỏi các ngươi đi đâu mà về chạy tất tả vậy, mà không có vui vậy. Mấy người đó mấy thiên nữ này mới nói con xuống xin cúng dường Ngài Kassapa để Ngài cho phước, để được phước, mà Ngài dùng thần thông biến tụi con cứng rồi hết, tụi con sợ quá, Ngài la tụi con phải chạy về đây. Cái ông trời Đế Thích mới nói chứ nhẹ mấy ngàn ngươi không có thông minh chút nào á, làm như vậy làm sao Ngài cho các ngươi được. À cái ông mới kêu, ông có bốn bà vợ nha, ông có bà vợ thứ tư á là ông thương Đức á, cũng có thể lắm, nhưng mà cái bà vợ này ham chơi lắm. Bả lúc trước bả kiếp cuối của bả là làm con chim, ổng quán cũng không thấy ba bà vợ chưa dậy với ổng rồi, còn bà thứ tư đi đâu. Bả làm con chim á, đang bắt cá vậy đó, ổng mới biến xuống làm con cá. Ổng kêu nó nè, cắn nó đi, ăn nó đi, hình như là đi lưng thôi. Cái bả mới sực, mới nhớ lại bả không dám ăn nữa, bả nhịn đói 7 ngày rồi bả chết. Bả lên đoàn tụ với ổng. Thì bả vô cho Đế Thích mới rủ bà này xuống cái biến cái canh Ngài Kassapa nha, vừa hết việc nhập thoại tưởng định, nó việc thoại thiền diệt xong ha, 7 ngày đi ra phước báo đầy đủ nha. Cái biến chỗ cái chỗ đó là cái nhà nghèo khổ nha, hai ông bà già lụm cũng làm khổ quá nha. Những Ngài Kassapa xả thiền diệt xong đi lại chỗ đó, trời ơi không có người nào mà khổ giống hai vợ chồng này, chúng mánh của ta rồi đó, ý đúng như ý ta muốn đó. Sống giữa rừng không có con cái, già lụm cũng thiệt là khổ nha, chúng mánh rồi. Cái ngày đi mới lại tới đó, cái ông trời đấy Đế Thích mới là kêu bà vợ đi ra. Cái bà vợ lụm cũng trả ra, ông ơi có ông sư lợi xin khất thực rồi. Thì ông trời Đế Thích, bà có gì cúng không? Ông nói dạ có, cái thôi lấy bát đi ha, lấy bát. Lúc mà dừng bát ra thì Ngài Kassapa dở nắp ra, mùi thơm lưng lực lắm. Tại độ ăn của trên trời nó thơm, nó đâu có, nó mùi vị nó khác ở dưới thế gian này. À, cái ông biết, cái Ngài mới dùng thần thông. Thường các Ngài A-la-hán đâu có dùng thần thông làm gì. Dùng thần thông biết vô trời Đế Thích. Tại sao người dám giặt ra hả? Người dám giặt ra, ngươi là trên đó là vô trời Đế Thích có nhiều phước báo rồi, tại sao còn giặt ra nữa?
nghe vô chạy tích với bà vợ lại xuống giữa dạ bấm dạ bấm ngài 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 đừng có chấp nữa, ngài bỏ qua đi, xin ngài cho con một lần đi, ngài không biết con cũng có nỗi khổ nữa. Như vừa vừa cây ngài cắt báo hỏi như khổ gì, nói trời ơi, ngài không biết lúc mà con tu hành làm phước á thì không, cái thời đó không có Phật pháp, không có A La Hán nào, thành ra mặc dù con là vua trời đế thích hả, nhưng mà cái hào quang của con không có sáng, không 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 có sáng như bằng mấy thiên tử khác, con cũng xấu hổ lắm. Ngài 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 đừng có chấp nữa, ngài bỏ qua đi, ngài cho con được trước một lần với ngài. Cái ngài các sa bá cũng thấy tội nghiệp, thôi ta cho ngài một lần đó, không còn gạt ra nữa nha. Đã cái nhận cái ngài các sa bá mới lấy thực phẩm đó thì đi, thì ông vua trời đế thích này được phước thì hào quang sáng tỏ hơn. Tức là hai ông này, hai vợ chồng năn nỉ lại sụp, trời ơi ngài ngài tội con lắm, ngài ngài đừng có chấp nữa, ngài đừng có chấp nữa, ngài 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 cho con một lần đi, tội nghiệp con lắm. Kể lễ ỷ ôi đủ thứ hào quang, con không có sáng tỏ gì tùm lum tùm la nha, như là con cá sống dưới nước, trời ơi tội nghiệp dữ lắm. Quý vị thấy không, ở cảnh nào cũng có sự khổ hết, thấy không? Chứ đâu phải vua trời đế thích mà còn khổ năn nỉ giống vậy nữa, cũng còn chấp vô đó, thấy không? Chứ đừng nói chúng ta. Thì đại khái như vậy, chỉ một lần duy nhất ngài Kassapa đã cho mấy vị giàu có, nhất là quyền thế mà thần lực nhiều giống vua trời đế thích một lần thôi. Chứ thường là ngài cho những người mà nghèo khổ, ngài đi tìm họ, ngài quán coi những người nào nghèo khổ nhất trên cái trong cái cuộc, những chỗ mà vòng vòng của chỗ ngài sống đó, ngài 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 cho họ cúng dường để họ có phước đó. Thì chứ không phải ai ngài định mấy người giàu có nào ngài cũng tiếp độ đâu. Không nghe kể này mắc cười quá, lại vừa chờ để thích đó. Con lại ngài ngài đừng chết chấp nữa, ngài bỏ qua đi ngài ơi. Con mắc cười quá. Thì nói trở lại cái câu chuyện này, thì đối với các A-la-hán, các ngài chưa có vô nhập vô niết bàn thì ngài các ngài vẫn còn thân xác này, nhưng cái tâm của các ngài đâu có còn lưu luyến, đâu có muốn cái gì đâu, ngài bỏ tất cả hết, giống như con ngỗng trời. Thật ra con thấy ngỗng trời với ngỗng thừa thường á, con ít lắm, con sợ ngỗng lắm ngài, con sợ ngỗng lắm. Hồi đó nhà con kế bên nó có 10 bầy ngỗng, nó dữ lắm, không biết ngỗng gì nhưng mà nó dữ lắm. Nhiều khi hàng rào á, nó không có chặt á, nó thoát ra được, nó đi qua nó lượt con, nó mỏ con nhanh chân con chạy cũng thôi, nó cắn con chết nữa, nó cắn đau lắm. Mà con thấy nó giữ 3-4 con, nó chỉ ghi đầu vô, trời ơi con chạy vô trong nhà đóng cái cửa lại la quá trời. Thì mấy bà chị con mới là lấy đồ đuổi nó qua, rồi xong lấy đồ rào hàng rào lại cho mình có qua. Tại đó nhà phía sau nhà ba con đất đai rộng lắm, hồi đó bên đó rộng lắm, đất đai nhiều lắm, đâu ít người ở lắm. Trời ơi, nó giữ hết sức vậy, con thở mấy con ngỗng đi lắm. Thì đối trong câu này thì các vị A-la-hán rồi, quý vị biết rồi, các ngài đã thành tựu hết rồi, tất cả mọi việc thì trên cõi đời các ngài không có để ý, không có bỏ qua, không có ham những gì hết, bỏ qua hết. Cái tâm của các ngài không có rung động, rồi tâm tự tại, không sao động chút pháp thế gian, mà không hờn giận, không hận quốc gì. Các ngài sống rất tự tại, đồ ăn ít, đồ ăn khổ, các ngài quán thấy tất cả đều là vật thực thôi, không có gì phải chí ké, không có gì bàn thảo hết, có thì ăn, không có thì thôi nhịn đói. Vậy thôi, các ngài nhập thiền diệt vô 7 ngày đâu cần ăn gì đâu, xả thiền ra khỏe que luôn vậy đó. Thì đối với con đời việc này giống vậy. Tại vì sư nói con đó, người giàu chỉ có một mình chưa trời đấy, tức là đầu là duy nhất thôi. Tại mấy người cung nữ kia còn không được, ngài còn dùng thần thông biến cho đứng người ra luôn, nó sợ quá. Lúc là ngài xả lấy thần thông lại, mai một bài biến mất hết, không dám đảng quản được gần nữa. Thì con chỉ chia sẻ như đó thôi, chứ các bậc A-la-hán cái tâm tư của họ như cái trình độ của họ, con nghĩ rằng không bao giờ con giới tới hay cái gì, chỉ chiêm ngưỡng, chỉ là nhìn để mà so sánh, để mà ráng tập theo được lúc nào được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, tức là bơi bao nhiêu thì được bấy nhiêu. Bờ nó còn xa lắm, bờ bên kia còn xa lắm, bơi ráng bơi đi, bơi mệt nghỉ. Con đại khái như vậy thôi, con chỉ chia sẻ nhiêu đây thôi, cũng còn 9-10 phút đó, thì con nhường cho người khác nói đi, để tôi nói. Có nhỏ nó nhiều hết, chúng ta nói hết.
Nhưng mà chắc chưa nói chuyện điện thoại tiếng xong rồi đó ha. Vậy con xin trả máy lại. Trong lúc con chia sẻ có điều sai sót, xin các sư, các sư núp lùm, các cô tư nữ và quý vị trong đạo tràng xin chỉ dẫn. Con xin sám hối trước và chúc tất cả mọi người trong đạo tràng có một buổi chiều an vui. Và con xin trả máy lại. Alo, 123, 123. Sư Kim trình bày như vậy, quý vị trong đạo tràng nghĩ sao? Có thích nghi với câu Phật ngôn này hay không? Nói lên cái hạnh của Ngài Kassapa. Ngài là một vị đệ nhất đầu đà ha. Được chư thiên ái kính nè. Được dòng họ cũng có vẻ tôn trọng Ngài nè. Rồi thiện tín cũng nể cái đức độ tu tập của Ngài nè. Cho nên Ngài Kassapa là một cái vị đệ nhất đầu đà. Và khi mà Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Quyền Liên là thượng thủ kinh văn, thì Ngài Kassapa cũng là một người đệ nhất trong cái hạnh gọi là hạnh đầu đà. Theo đời thì người ta nói thế này nè. Con người mà khi còn sống á, sống có nhà, mà chết thì phải có mộ. Tức là coi như cái vấn đề an cư lạc nghiệp. Sống có nhà, thác có cái mộ. Nhà cao, cửa rộng thì chứng tỏ đó là thượng lưu. Đó là một cái vấn đề mà coi như là làm rạng rỡ tông môn ha, gia tộc. Thì cái nhà rất là quan trọng. Bởi vì tiên trị gia, hậu trị quốc, sau với bình thiên hạ. Cái gì cũng xuất phát từ cái nhà cả. Vậy thì cái nhà rất là quan trọng đối với đời. Nhưng mà đây đối với người tu thì lại khác. Luôn luôn hãy ghi nhớ, hãy biết mình. Bất cứ ở chỗ nào thì cũng giống như một con ngỗng thôi. Ngỗng nó xuống nó ăn, nó uống trong một cái ao hồ nào đó, rồi ăn uống xong rồi bỏ ra đi, không có vương vấn. Tức là người tu cũng giống như câu Phật ngôn mà chúng ta đã từng học ha. Bỏ nhà mây trắng ra đi, thông dong muôn sự, viễn ly thế tình, pháp đen pháp trắng phân minh, tìm trong an lạc, câu kinh khước từ. Đối với người tu thì coi như phải từ bỏ. Và cái nhà tam giới giống như một cái lò lửa. Tức là hãy coi cái nhà của chúng ta là một cái nơi chất chứa rất nhiều phiền não. Cũng từ nơi nhà đó mà sinh ra chuyện này chuyện kia. Cho nên từ bỏ được cái nhà, không có chấp thủ, thì khi đó chúng ta mới tu tập được. Thì như vậy, qua sự trình bày của Sư Kim, quý vị có ý kiến gì? Càng nhiều ý kiến càng làm sáng tỏ vấn đề. Rồi mời Sư Nhật Huynh. Nam mô Bụt Đà Dạ. Nam mô Tham Ma Dạ. Nam mô Sang Kha Dạ. Con thành kính lãnh lễ ơn Đức Tam Bảo, ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Dạ cảm ơn thiền vụ ca Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Còn thành kính lãnh lễ chư tôn đức. Nhật Quỳnh kính lễ với bà với cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ con thấy cái câu của 91 này rất là hay. Nhưng mà đối với đời xưa bạch ngài, đối với đời bây giờ con thấy khó quá bạch ngài. Dạ người tu hoặc là người không tu về mà không có, ví dụ người tu đi, thì không có cái chùa, con thấy rất là khổ. Dạ, con thấy rất là khổ, không có dễ dàng. Mà nếu mà mình không có chùa, mình không có làm, thì mình cũng có được một cái nơi nào đó gọi là một tu xứ cho mình ở được. Thì con thấy là rất là có phước nếu một người nào có cái trú xứ để mình ở được. Chứ còn con thấy thời buổi này mà đối với câu Phật ngôn này
con thấy khó quá, thực tế rất rất là khó luôn. Dạ. Nếu mà mình không có chỗ trú xử cho, gọi là cái người trụ trì, người trụ trì mà không có rộng rãi, không có mà thương chúng, thì chúng mà không, chúng ta chúng tâm mà không có nhà thì phải nói là khó. Tại giờ mình đâu có vô rừng đâu ở được đâu, mình đi tới đâu cũng phải có hộ khẩu, phải có này kia. Ở Mỹ thì nó khác, còn ở Việt Nam mà không có hộ khẩu rồi thì cũng không ở được. Mà bởi vì con thấy nó khó quá, thực tế như vậy ngài có thể giải thích cho con cái làm sao cho nó dễ hay không? Dạ, con kính nhân bích đến ngài ạ. Sa tu sĩ Nhật Quỳnh rất là thực tế qua sự nhận xét đó. Thời kỳ của Đức Phật là thời kỳ mà thiền pháp tăng trưởng. Chúng ta có duyên gặp Đức Phật, Đức Phật chỉ nói một câu là xong ngày ha. Nhưng mà bây giờ thời kỳ này là thời kỳ mà thiền pháp thối giảm, ác pháp tăng trưởng, nó khác nhau. Bởi vì đã trải qua nửa thời kỳ giáo pháp của Đức Phật rồi. Quý vị biết rằng giáo pháp của Đức Phật 5.000 năm, mà bây giờ đã trên 25 thế kỷ rồi. Qua phân nửa giáo pháp, mà qua phân nửa giáo pháp thì cái thiện pháp nó giảm, thiện pháp nó giảm, ác pháp nó tăng. Cho nên những cái điều sư Nhật Quỳnh nói rất là chính xác. Cái trú xứ nó cũng là một ràng buộc. Đối với nhà thì dành nhà sổ đỏ đâu này kia cũng cha mẹ con cái không còn tình người. Mà bây giờ trong chùa cũng vậy, trong chùa cũng vậy, làm trụ trì là thấy là có quyền hành không hết. Mà quý vị thấy làm trụ trì làm dấu cho thiên hạ, tức là coi như sẵn sàng đi xuống chứ không phải đi lên. Bởi vì có ba cái pháp thối đọa mà làm cho vị trụ trì coi như không ngóc đầu lên nổi. Hội chúng cư sĩ, hội chúng coi như tu sĩ làm cho mình rối, kiện thưa chuyện này rồi công việc này công việc nọ phải giải quyết. Đó là cái vấn đề mà nói về hội chúng của cư sĩ và tu sĩ. Rồi công việc đố nội đố ngoại, quý vị biết rằng trụ pháp phương gia trì Như Lai tạng giới luật nè, mình phải về của nhà Phật, mình phải thông hiểu nè, rồi phải nắm một số pháp luật ở ngoài đời nữa, hai bên để nghiên cứu như thế nào vì công việc cho nó trôi chảy, cho nó đem lại sự lợi cho chùa. Thì chính cái công việc ở trong chùa, công việc ở ngoài của xã hội làm cho đầu óc mình cũng tưng tưng luôn. Rồi vấn đề thứ ba là sao? Vấn đề ngủ nghỉ của mình không có giờ giấc thì làm sao mà tu tập được? Công việc này hội chúng kia rồi nó làm cho mình rối bời lên, rồi suy nghĩ vẩn vơ, sao mà ngủ nghỉ cho nó có giờ giấc? Chính ba cái điều này gọi là ba cái pháp thối đọa, để cho một cái vị mà làm trì đi xuống nhiều hơn là đi lên. Mà ngài Liễu Tông hay nói là có bốn cái lâu đài mà nó chờ chúng ta, bốn lâu đài đó thường trú hay là để cho chúng ta an nghỉ. Đó là cảnh giới súc sanh, Atula, ngạ quỷ và địa ngục. Rồi trở lại vấn đề này thì chúng ta thấy rằng mình tu uống được thì mình cũng hưởng sái, hoặc là hùng phước, hoặc là tùy hỷ với những người mà họ có được một cái hành tu tốt đẹp. Bây giờ chúng tôi cũng đương hướng tâm và
thật sự ra cũng có tham gia. Mách cho quý vị biết, tại cái rừng đầu đà Chittagong ở Bangladesh, một số chư tăng tu rất là tuyệt vời về cái hạnh đầu đà. Những vị đó ở từng cái cốc lộ thiên hả, trống, rồi sự tu tập được sự hướng dẫn của các vị cao tăng, mà đời sống tu tập của các vị đầu đà ở rừng Chittagong ở tại Bangladesh, đó là một cái điểm mà chúng tôi thấy rằng cá nhân mình làm không được thì mình nên hỗ trợ cho những vị đó để duy trì mạng mạch của Phật giáo. Quý vị cảm thấy khi mà nghiên cứu lên Facebook đi ha, quý vị nghiên cứu thì cái hình ảnh của các ngài tuyệt vời quá. Cho nên hãy cố gắng. Rồi hình như quý vị hãy nghe phải không? Nó hiện lên một cái màn hình thế này là thấy xong ngay rồi. Alo, 123, 123, quý vị còn? Rồi, chắc là coi như cái vấn đề vô thường. Thời gian cũng được trôi qua ha, và chúng ta đã hết giờ rồi. Nghĩa là nói nhiều quá cũng tốt. Thôi bây giờ tạo được cái phước lành nào thì chúng ta cố gắng. Cái thời buổi bây giờ thì cái thời buổi nó hơi nhương, dịch bệnh rồi những cái này cái kia, ác pháp nó tăng trưởng. Tạo được thiện pháp giờ phút nào thì cứ làm ha. Rồi thôi bây giờ xin chấm dứt buổi sinh hoạt ngày hôm nay. Với phước lành chúng ta học hỏi những lời dạy của Đức Phật để áp dụng cho cuộc sống chúng ta được sự an vui, xin chư thiên quan hỷ công đức chúng tôi làm để từ thành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh bố thí và tâm thiền, xin oai lực vô biên chư toàn giác độc giác và thiên văn tính chúng hộ trì đến tăng ni và thiện nam tín nữ gồm Phật giáo.